Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Một ngày thánh nhật tràn đầy sức sống của Ngài, tràn đầy tình yêu của Ngài, sự thương xót của Ngài, sự công bình của Ngài. Ngài dìm ngập chúng con trong tin mừng vương quốc của Ngài. Chúa ơi, Đức Thánh Linh ơi, Ngài dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật, Chúa ạ. Ngài chỉ dẫn cho chúng con những lẽ thật đau đớn, những lẽ thật vinh hiển, những lẽ thật mà Ngài muốn chúng con phải trưởng thành để nghe và sự dạy dỗ của Ngài trong mọi lẽ thật. Chúng con cảm ơn Ngài. Và những lẽ thật đó, Ngài dẫn chúng con đến những đức tin, tin hoàn toàn vào mọi lẽ thật của Ngài. Những đức tin lớn, Chúa ơi, đức tin lớn để làm mọi việc lành mà Ngài ban cho chúng con. Một sứ mạng tiền định mà Ngài đã sắp sẵn cho chúng con từ trước sáng thế trong Chúa Giêsu rồi. Bản vẽ đó Ngài trao cho chúng con. Chúng con cùng với Đức Thánh Linh, cùng với những người mà Ngài đã chọn lựa chúng con trong hội thánh của Ngài đây. Ôi Chúa ơi, để chúng con giúp nhau trưởng thành để thực hiện sứ mạng tiền định mà Ngài đã sắp sẵn cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Giờ đây chúng con bước vào sự cầu nguyện, bước vào sự lời lòng của chúng con ca ngợi Ngài, bước vào sự tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài trong tâm linh, trong lẽ thật. Chúng con cảm tạ tình yêu của Ngài cho chúng con, để đời sống của chúng con thuộc trọn về Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bởi những sự ban ơn của Ngài cho chúng con, ân điển của Ngài ban cho chúng con. Nhờ ân điển đó, chúng con phát triển tất cả những tài năng, tài nguyên mà Ngài đã đặt để cho chúng con, để cho chúng con đạt tới ý muốn của Ngài, đó là giống Ngài và cai quản. Chúa ơi, nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên anh chị em của chúng con, trên người cha thuộc linh của chúng con, người thầy, người chăn dắt của chúng con mà Ngài đã đặt để cho hội thánh của Ngài đây. Chúng con đi trong nền tình cha con, như Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hàng sống, Ngài phải làm con để vâng lời cha, và Ngài xuống dưới đất này để bày tỏ vinh hiển của Ngài, bày tỏ cha cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Nguyện Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con, để chúng con đi trong sự sáng, đi trong sự sống của Chúa, để qua chúng con sẽ ra những dòng giống thánh cho Ngài. Và chúng con cũng cầu nguyện cho loạt bài giảng mà Ngài dùng chúng con, dùng hội thánh của Ngài đây, là tiếng kèn thổi trên núi Sion, là tiếng kêu trong đồng vắng, để cho dân của Ngài cũng như các nhà lãnh đạo mà Ngài đã yêu thương chọn lựa, để không phải bị rơi xuống hỏa ngục. Trong cái thời kỳ cuối cùng này là cơ hội mà chúng con còn được sống để bày tỏ vinh hiển của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha kính yêu, chúng con giờ đây dâng lên của lễ vật với tấm lòng của chúng con, linh hồn chúng con, tâm trí chúng con và cả thân xác chúng con, và những lễ vật này dâng lên Ngài với tấm lòng biết ơn, dâng lên Ngài để Ngài làm cho chúng con được lan rộng, được nhân bội lên với những sự thầm kín nơi lòng của chúng con, và những người nhớ đến chúng con, họ cũng thầm kín để cầu nguyện dâng lên Ngài với hết tất cả tâm trí, tấm lòng, thân xác của chúng con. Giờ đây chúng con xin dâng lên Ngài một của lễ trong danh Đức Giêsu, Chúa của chúng con. Amen. Amen. Giờ đây anh chị em cùng hiệp ý nghe lời của Chúa. Khải Huyền 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Châm ngôn 6:16-19. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét, và 7 điều ấy, 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cãi trong vòng anh em. 1 Cô-rinh-tô 15:19. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Amen. Thánh Linh ơi, Ngài tràn ngập trong chúng con, Ngài tràn ngập trong người tôi tớ của Ngài đây, mà Ngài nói qua miệng của ông để bày tỏ vinh hiển của Ngài, bày tỏ ý muốn của Ngài cho dân của Ngài, cho chúng con, cho hội thánh của Ngài. Đó là sự thương xót của Ngài xuống trên chúng con. Nguyện Thánh Linh Ngài đầy ngập trên những người nghe và người công bố lẽ thật của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Amen. Mời Mục sư Nguyễn Văn Cường. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta trong ngày hôm nay. Lòng thương xót nhân từ của Chúa trên chúng ta, sự thương xót của Đức Chúa trên chúng ta. Amen. Amen. Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Chúng con biết rằng Ngài che giấu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều vì Ngài, Đức Chúa Trời là Cha chúng con, Chúa ạ. Và chúng con luôn luôn đến với Ngài như là con yêu dấu đến với Cha yêu dấu vậy, Chúa ạ. Bất kể cái điều gì trong lòng chúng con, chúng bày tỏ ra với Ngài. Chúa Giêsu ơi, Ngài lấy tất thảy sự yêu đuối chúng con. Ngài đã chết thay chúng con và như cái neo của linh hồn chúng con đã đi trước vào đời Chí Thánh, đường vào đời Chánh là mở qua xác của Ngài, Chúa ạ. Vậy chúng con nhờ Chúa Giêsu Christ mà dạn dĩ vào trong đời Chí Thánh để gặp Cha thiên thượng, để nghe lời hằng sống của Ngài, Chúa ạ. Vì trong đời Chí Thánh là hiện diện của Chúa Trời, trong đời Chí Thánh hoặc bằng chứng có lời của Trời trong đó, Chúa ạ, lời của Ngài trong đó và lời Ngài phán chúng con, lời rema của Chúa. Vì loài người sống chẳng được bánh, mà lời rema của Chúa Trời, Chúa ạ, là người sống chẳng phải Kinh Thánh nhưng bởi rema của Chúa Trời. Lời Kinh Thánh sâu nhiệm huyền nhiệm, Chúa ạ, không phải Kinh Thánh nhưng mà Kinh Thánh sâu nhiệm, bởi chữ ở trong Kinh Thánh làm cho chết, nhưng Thánh Linh trong Kinh Thánh, Thánh Linh làm cho lời trong Kinh Thánh trở sống động, Chúa ạ. Con cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Cha, chúng yêu Ngài bởi vì con được thuộc về Ngài. Trong danh Chúa Giêsu con công bố sức giải trên tuyệt đối Ngài, trên dân sự của Chúa, sự chữa lành của Chúa Trời trên thân thể, tất thể sự đau răng, nhức xương, đau lưng, đau gối đều về được tan bành hết trong lúc này, tan bành hết ra trong lúc này. Nhân danh Chúa Giêsu đã công bố quyền tể trị của Chúa Trời, sự chữa lành của Chúa Trời đến trên tâm trí, đến trên cảm xúc của chúng ta, đến trên linh hồn chúng ta, đến trên trí óc của mỗi chúng ta, đến trên não trạng của tất cả người nghe, trong thần của Chúa Trời, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Đoạn bài giảng mà Thánh Linh của Chúa Trời đang nhắc nhở hội thánh của Chúa mang tên là Tôi phải làm gì để đón Thiên Chúa tái lâm, và trong đó cái loạt bài dành cho các lãnh đạo Cơ Đốc, dành cho các mục sư, tại sao dưới địa ngục lại nhiều mục sư và lãnh đạo Cơ Đốc. Vì chúng ta biết nguyên nhân chính là gì rồi, là xa vào tay thần cảm giả mạo, đúng không? Và những loại người nào bị thần cảm giả mạo dẫn dụ thì chúng ta cũng biết các mục sư đều có quyền tiếp cận là Kinh Thánh, được trải qua học thần học đủ các thứ giáo lý rất nhiều anh chị em ạ, được giảng dạy, được dạy dỗ, thậm chí là được đứng trên bục giảng để giảng dạy công bố lời Chúa nữa đó. Thế mà tại sao vẫn bị lệch, tại sao vẫn nhiều người bị rơi xuống địa ngục? Ở đây không chỉ là chúng ta nói thôi anh chị em ạ, mà nhiều người hầu với Chúa anh chị em ạ. Chúng ta ở trong những mega church, những siêu hội thánh đấy, có hàng nghìn những mục sư đấy, và họ cũng đều làm chứng rằng đấy, có những mục sư đã thấy địa ngục khi mà họ giảng giao giảng với Chúa, họ làm phép lạ, tiên tri, trừ quỷ, đuổi tà. Thế sau đó khi họ chết họ rơi địa ngục, nhưng mà Chúa thương xót làm sống họ lại. Từ câu chuyện mục sư ở Mỹ gần đây thôi cũng xuống địa ngục đó, vì ông cứ tưởng là chỉ hầu của Chúa bình thường, thế là được rồi, ok thôi, làm một việc lành, truyền giáo, làm đủ mọi thứ, thế là ok thôi, thế mà rơi xuống lại địa ngục luôn. Cái đoạn bài này có nhiều kẻ ngu dại và trong lòng bất khiết đấy, thì họ không tiếp nhận anh chị em ạ. Họ nghĩ rằng cái ông Cường này, ông tự xưng mình là mục sư, là sứ đồ, là tiên tri, ông ấy đang ném đá chửi bới chúng ta, ông ấy phán xét mọi người, ông đu đùa chúng ta ABC. Họ thật ngu dại, họ sẽ đoán theo lòng ngu dại tối tăm của họ, trí khôn họ xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Nên lời Chúa trong Tít đoạn 1 câu 11 năm 16 có nói rõ ràng đấy, mọi sự được tinh sạch đối với kẻ tinh sạch, còn đối với kẻ chẳng tin thì sao ạ? Tâm thần nương tâm họ dơ dáy nữa, họ vẫn nói rằng xưng mình biết được Chúa Trời, nhưng trái lại trong tất cả mọi việc ấy thì họ sao ạ? Bày tỏ ra là họ chẳng tin gì cả. và họ không thể làm một việc lành nào hết. Kinh Thánh khẳng định như vậy rồi. Họ sống như kẻ thù của thập tự giá vậy. Họ không biết được Đức Chúa Trời người thương xót, người yêu thương họ. Ngài dùng môi miệng của các tiên tri, những sứ giả sẵn sàng bị ném đá, bị giết để mà truyền cái tin đấy cho họ, để cảnh tỉnh họ, để họ không bị chết mất. Vì Chúa không muốn mọi người bị chết mất. Chúa không muốn những người mà gọi là mục sư, là lãnh đạo đấy phải rơi địa ngục. Họ công cốc, họ làm bao nhiêu việc này, họ dẫn bao nhiêu người đến Chúa thì cuối cùng xuống địa ngục. Như Solophon nói đấy, ông mà không cẩn thận với mình đấy thì sao? Liệu những người nghe tôi được cứu, còn bản thân tôi bị bỏ chăng? Amen. Solophon nhá, còn cảnh cáo như vậy. Thế những kẻ này là ai? Có bằng Solophon không? Mục vụ có nổi tiếng bằng Solophon không? Có được tác dụng như Solophon không? Thế mà họ cả gan, họ làm gì có chuyện đó. Tức là bị thần cảm giả mạo nó dẫn dụ đến nỗi đầu óc họ tối tăm, họ không nhìn thấy cái lẽ thật đó trong cái Thánh được bày tỏ, và cả sự thật nữa là nhiều người là mục sư lãnh đạo ấy, rơi xuống địa ngục. Thật là đau xót khi họ làm như vậy. Và Đức Chúa cái đau xót này gọi, cái kêu gọi là ai có tai hãy nghe Thánh Linh phán cùng hội thánh của Ngài, để mình tiếp nhận rằng đây không phải là cái ông cường này, ông đang chửi bới các mục sư như là trong lòng gian dâm ô uế của những người đó đang nói, mà đây là tiếng nói của Chúa Trời. Cái đau xót để Ngài không muốn những mục sư đó, những lãnh đạo đó bị hư mất. Ngài không muốn công khó của họ bị uổng mất. Ngài muốn công khó của họ phải ở trong Chúa. Amen. Thì mới không bị uổng, chứ không phí phạm đi cả đời người, để cho lời Chúa không xảy ra đối với họ. Rằng đấy, trong ngày đó có nhiều kẻ đến nói rằng lạy Chúa, chúng con chẳng từ nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ, nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Thì Chúa phán với bọn đó sao? Lùi mấy kẻ ác, ta không biết các người là ai cả. Để Chúa không phán với những hội thánh đó rằng ta quả thật ta không biết các người là ai cả, như các hội thánh ngu dại đấy, không chịu rèn tập đời sống của mình. Họ thiếu giàu, thực ra giàu họ có, họ được sức giàu chứ, họ đầy giàu chứ, nhưng mà vậy bởi vì họ không biết cái tính cách, họ không biết luyện tập tính cách của họ nên họ bị gọi là kẻ dại. Và Chúa bảo không biết. Những người họ thờ của Chúa, rồi nhiều hội thánh khác là ngôi quỷ Sa-tăng, nơi đấy họ tôn vinh quỷ Sa-tăng mà họ không biết, họ cứ tưởng là họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Dân Israel ngày xưa cũng vậy đấy, đang thờ phượng ma quỷ ma, cứ tưởng thờ phượng Đức Chúa Trời thôi. Rồi sách lịch sử, sách các vua đấy anh chị em ạ. Đây là sách các vua, nói về lịch sử các lãnh đạo Cơ Đốc anh chị em ạ. Ở thời Tân Ước này này, khi nói về các vua của Israel tức là nói về những lãnh đạo ở các phái hệ phái Cơ Đốc khác nhau đấy. Ở trong thời Tân Ước này này, thấy không, họ ra nát rất nhiều, chỉ rất ít vua là được cứu, rất ít vua là được Chúa khen, rất ít vua gọi là kính sợ Đức Giê-hô-va. Còn lại ba số các vua đều gian ác, gian dâm hết, thờ thần tượng hết anh chị em ạ. Thầy tế lễ tượng phẩm Aaron ấy còn thờ thần tượng mà, còn đúc con bò để cho dân sự Chúa thờ lại mà. Mà cứ tưởng mà cả dân sự Chúa lúc đó bao nhiêu thầy tế lễ ở trong đó, bao nhiêu như là tiên tri, bao nhiêu người mà yêu gọi là thờ vượng Chúa đấy, gọi là tổ phụ của dân Chúa đấy, trong cái đám dân mà được thoát ra khỏi Egypto đấy, nhiều lắm, hàng triệu người mà anh chị em. Mà họ lại nói rằng cái con bò này là cái thần mà đã đưa chúng tôi ra. Nói như vậy thì họ bị mù. Thầm tế lễ tượng phẩm Aaron, thầy tế lễ tượng phẩm Aaron nhá anh chị em, khen tế không phải tế lễ bình thường, tế lễ tượng phẩm cao nhất trong thầy tế lễ, thế mà vẫn đồng lòng với dân sự của Chúa để đi thờ vượng con bò. Thấy chưa? Tức sự lầm lạc, sự u uê nó vào. Thế đừng có tưởng rằng tôi lên chức vụ thầy tế lễ, tôi chức vụ mục sư là tôi được thoát khỏi địa ngục đâu. Đừng, Kinh Thánh không nói như vậy. Ngược lại, Kinh Thánh còn nói này là ban cho nhiều thì bị đòi nhiều. Kẻ nào làm thầy đấy thì bị xét đoán nghiêm minh hơn. Amen, không đùa đâu. Đức Chúa chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt mà, nên chỉ có sự thánh sạch, chỉ có sự công bình của Đức Chúa Trời mới đứng nổi trong ngày phán xét thôi. Nhưng tại sao chúng ta cứ gọi sự phán xét công bình của Chúa Trời đến chúng ta thường xuyên đấy, để tẩy uế chúng ta. Amen. Và chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta yêu Chúa, chúng ta sợ mất Đức Chúa Trời, sợ bị cắt ra khỏi Ngài, sợ không có tự hào với Chúa, sợ bị đấy, sợ thiêng liêng, sợ mất Chúa, đấy sợ thiêng liêng. Chúng ta sợ địa ngục, không sợ chết, không phải sợ. Chúng ta không sợ chết, chúng ta không sợ địa ngục, chúng ta không sợ gian khổ, chúng ta không sợ đại nạn. Amen. Và chúng ta sợ kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta sợ bị mất Ngài, chúng ta sợ không tương giao với Ngài, chúng ta sợ không trở thành cái người đẹp của lòng Chúa, chúng ta sợ điều đó. Amen. Đấy, cái điều đó nó là nền tảng, nó là trong lòng chúng ta, tư duy chúng ta như vậy. Amen. Rồi, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe, Khải Huyền đoạn 21 câu 8, để Chúa khẳng định những danh sách những người bị ném xuống hồ lửa đời đời. Tất nhiên đây là danh sách của những Cơ Đốc nhân anh chị em, vì những kẻ không tin Chúa, chúng ta nhắc lại rồi, không tin Chúa thì thôi họ bị xét đoán rồi, khỏi phải nói. Đây đang nói về những kẻ đã sao bị phán xét. hèn nhát chúng ta đã đọc rồi, học rồi. Chẳng tin, tức là bất tín đấy, chúng ta học thế nào rồi. Hôm nay lời Chúa nói rằng đến kẻ đáng gớm ghiếc, những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét. Đó, phần của chúng nó trong hồ có lửa diệt cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Ồ, gớm ghét là gì vậy? Gớm ghét là gớm ghiếc và rất là ghét, rất đáng ghét. Anh chị em đã từng ghét cái gì chưa? Nào, chắc chắn trong đời sống anh chị em chắc chắn anh chị em đã từng phải ghét cái gì đó rồi. Nào, ghét bẩn này, ghét dán này, ghét chuột này, ghét đi chậm này, ghét thất hứa này, ghét vô trách nhiệm này, thậm chí ghét người khác này, ghét cả bản thân mình này, ghét cha, ghét mẹ, ghét bố, ghét anh, ghét em, ghét thầy, ghét mục sư này, ghét kẻ thù này, ghét đã từng ghét ai đó rồi. Để ghét đấy, đã nhìn thấy mà chỉ có xô hết máu lên, chỉ có tìm cách để diệt nó đi thôi. Ghét là diệt đi đấy, thì chúng nói kẻ đáng gớm ghét. Nhưng gớm ghét này gớm ghét trước mặt Chúa Trời anh chị em ạ, chứ không phải gớm ghét trước mặt loài người. Bởi vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đấy, Giêsu Christ đấy, là sự gớm ghét trước mặt con người. Amen. Nên họ mới giết Chúa Giêsu ấy, vì họ ghét Chúa. Nên trong cái ngày mà phải chọn lựa giữa một tay là cướp Ba-ra-ba và Chúa Giêsu Christ, họ chọn ai? Họ chọn giết Chúa Giêsu. Họ tha cho cái tên trộm cướp này. Thành ra tên trộm cướp lại được sống vì nhờ danh Chúa. Chúa chưa chết, chưa sống lại cả, mà tên trộm cướp đã được sống rồi, đã sống lần thứ nhất rồi, nhưng còn lần thứ hai nữa cơ. Trong ngôn đoạn 6 chúng ta vừa nghe đấy, có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét, và thậm chí 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc, từ ghét gớm ghiếc. Tại sao 6 điều và 7 điều? Thế tôi xem lên, tôi đếm lại đây, làm gì đấy, tôi tưởng là 13 điều. Hồi xưa mình đọc mình cứ tưởng là 13 điều à? Tức 6 điều Ngài ghét này, và 7 điều Ngài gớm ghiếc. Thế mình đọc mình đếm lại chả thấy đâu cả. Mình quay lại Kinh Thánh của tiếng Nga thì rõ hơn. Nó nói thế này, có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và thậm chí 7 điều Ngài lấy làm gớm ghiếc. Tức là điều thứ 6 đấy được chia làm 2 phần. Anh chị em ạ, điều thứ 6 được chia làm 2 phần. Tí nữa chúng ta sẽ nói tiếp. Điều thứ nhất là gì ạ? Con mắt kiêu ngạo. Oh, hallelujah. Thế nào là con mắt kiêu ngạo đây? Anh chị em, con mắt kiêu ngạo, con mắt là cái gì? Con mắt là quan điểm, con mắt là thế giới quan, con mắt là cái nhìn, đúng không? Cái nhìn thế nào đấy thì sẽ hành động như vậy. Đấy, nguyên tắc của Chúa Giêsu đấy. Con chẳng làm điều gì nếu không thấy cha làm. Hễ cha làm điều gì con làm như vậy. Chúng ta dạy con cái không nghe đâu nếu chúng ta nói, nhưng khi chúng ta hành động đấy, thì nó bắt chước dễ. Anh chị em ạ, nhiều người hút thuốc lá, uống rượu, sau bỏ con cái, con không được uống rượu hút thuốc lá nhá. Hồi nhỏ nó dạ vâng dạ, nhưng lớn lên nó hút thuốc uống rượu, nó thấy bố cứ uống rượu hút thuốc lá suốt thôi. Xong đi vào tiềm thức, nó nhìn thấy mà, nó nhìn thấy cái mô hình ở trong trí óc của nó, in trí trong đó, thấy cái đường mòn trong đó. Thế nên mặc dù nó được dạy dỗ là uống thuốc hút rượu, hút thuốc uống rượu ấy, là sự ghê tởm bẩn thỉu ô uế, đừng nên làm. Nhưng mà cái hình ảnh uống rượu, uống thuốc, uống bia đấy, nó có ở trong tâm trí đứa trẻ đấy, trong tiềm thức, vào tiềm thức rồi. Sau đến lúc nào đó bắt đầu nó uống thì bố mẹ làm như thế. Nhiều người cha mẹ muốn dạy con cái nhưng họ không dạy bản thân mình. Nhưng tại sao ấy, có những nhiều gia đình mà đời sống họ đấy, con cái họ tà dâm ô uế, đồng tính luyến ái đấy, họ chạy nội thánh, họ nhờ vào chúng ta. Những anh em ở đấy trong hội thánh đã từng bỏ Chúa rồi đấy, họ chạy đến, họ sang Ukraine để cầu cứu tôi, để sang đây này giúp họ giải cứu con cái họ. Đứa thì đồng tính luyến ái, đứa thì tà dâm, đến nỗi mà bạn gái bị sốc ma túy ở trong vòng tay mà suýt nữa thì bị tội hình sự, vì kết tội là vì sao người yêu của người lại bị chết đây. Thế phải nhờ đến hội thánh để cầu cứu, giải cứu cho, và Chúa giải cứu bằng sự thương xót đấy, để cho được cứu. Đã như thế rồi. Hallelujah. Con mắt kiêu ngạo là cái gì vậy đấy? Con mắt kiêu ngạo chúng ta nói là cái nhìn, đúng không? Nhìn thế nào thì làm như vậy. Vì nhìn đấy, nó hành động, nó định hình, nó hơn cả nghe nhé anh chị em ạ. Nhìn còn hơn là nghe đấy. Nhìn tác động của nó nhiều hơn là nghe. Tôi nhắc lại anh chị em đấy, khi nhìn kiêu ngạo đấy, nó sẽ ra hành động kiêu ngạo. Để nhìn mà sau đó hành động, sau đó xác định hành động nhiều rồi nó thành thói quen, sau thói quen nó xác định tính cách, và tính cách thì xác định số phận của kẻ kiêu ngạo đấy, đó là khổ được đời đời. Vì Đức Chúa Trời Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo. Amen. Đức Chúa Trời Ngài chống được kẻ kiêu ngạo nhá. Ngài không làm bạn kẻ kiêu ngạo đâu. Mặc kệ nó là ai, nó là Hồng Chúa đó tôi mặc kệ, cứ kiêu ngạo xong. Ngài chống cự nhá, không phải Ngài thôi bỏ qua. Mà Ngài chống lại luôn đấy. Mà chống lại mà Chúa chống lại thì chết, chắc chắn chết. Amen. Cả địa ngục nó chống lại không sao. Nhưng mà Chúa chống lại là chết chắc chắn. Amen. Kiêu ngạo là nó trái ngược khiêm nhường, đúng không? Chúng ta được Chúa dạy dỗ thế nào khiêm nhường thật rồi. Khiêm nhường thật không phải là cảm xúc bảo vâng, không phải thế đâu. Đấy sự lịch sự thôi, đấy sự mềm mại thôi, nó không phải khiêm nhường. Khiêm nhường là khác anh em ạ. Là khiêm nhường là khiêm cung mình nhường cái gì? Nhường là nhường ý của Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ. Không phải ý mình, không phải ý xã hội mình, không phải ý cha mình, mẹ mình, mục sư của mình, mà ý của Đức Chúa Trời. Ý Chúa được nói trong lời của Ngài. Amen. Mà ý Chúa là ý Chúa, quan điểm của Chúa, lập luận của Chúa, logic của Chúa, đúng không? Sự công bình của Chúa Trời. Đấy, hệ thống nguyên tắc giá trị của Ngài đấy. Tức khiêm nhường tức là nhường tất cả cái ý muốn, ý tưởng, quan điểm, mong muốn từ đủ các thứ đấy cho của Đức Chúa Trời. Amen. Nhường cái đúng của mình là sự công bình của mình đấy. Công bình tức là tôi phải, ai cũng nói tôi phải, người này sai đấy, tức là đang nói sự công bình đấy, là sự phải đấy. Thì nhường cái phải của mình cho cái phải của Đức Chúa Trời. Tức sự công bình hay cái phải của con người đấy chỉ là cái áo nhớp nhớ cho bạn Đức Chúa Trời thôi. Nên sự công bình của Chúa là tuyệt đối. Nên khiêm nhường đó là nhường phải để cho ý của Đức Chúa Trời là cao nhất. Amen. Trên tất cả mọi điều. Chúa đúng, Chúa đúng tuyệt đối. Thế thôi. Còn kiêu ngạo nó đối nghịch với khiêm nhường. Tức là nó giữ cái ý của nó, quan điểm của nó, và giáo hội của nó, hệ phái của nó, thần học của nó, thế giới quan của nó, sự công bình, sự phải, sự đúng của nó, của tập thể đấy, của giáo hội đấy, trên cả lẽ phải của Đức Chúa Trời nữa. Anh chị em ạ, ví dụ chúng ta nhìn thấy điển hình thôi, các anh em yêu dấu của chúng ta trong xã hội Công giáo đấy, thấy chưa, rõ ràng không? Họ có khiêm nhường không? Không. Tại sao? Họ thờ ma quỷ. Giáo hoàng thờ ma quỷ, thờ Maria, cầu nguyện Maria. Cái gì? Bà Maria bảo không, tôi không có dây dưa cái bọn này nhá, tôi Maria trên trời, tôi không có liên hệ bọn này đâu. Còn Maria mà họ đã thờ là con quỷ, nó con điếm thối. Maria con điếm thối, con quỷ. Tôi nhắc lại trong giáo hội Công giáo đấy, Maria mà các bạn đang thờ là con quỷ, là con đi, là con điếm. Rõ chưa? Chú nói như vậy đó. Không phải bà Maria đâu. Bà Maria, bà trên trời, bà không có liên hệ gì với bọn thờ thần tượng đây cả. Rồi chỉ lấy danh thôi, cũng tương tự như ma quỷ nó lấy danh Đức Chúa Trời đấy. Nó cũng lấy danh Chúa Giêsu thì cũng vậy thôi. Danh Chúa Giêsu là như vậy, Đức Chúa Trời như vậy, nó còn lấy danh của Đức Chúa Trời, lấy danh của Chúa Giêsu mà làm, huống chi lấy danh của tạo vật của Ngài là bà Maria, và lấy danh của các sứ đồ, các tiên tri là các thánh để thờ các ma lại quỷ. Nên đấy là họ không khiêm nhường, họ kiêu ngạo, họ giữ ý giáo hội họ phải đúng, giáo hội tôi phải thờ với Maria. Thờ con đĩ làm gì? Con đĩ thối, Maria con quỷ đấy làm gì? Không cần thờ. Mà phải dày đặc con đĩ thối đấy, con điếm thối đấy, đấy con quỷ. Còn Maria trên trời ấy, nó sung sướng khi chúng ta dày đặc con đĩ mà mạo danh bà đấy. Amen. Đấy con điếm thối. Đấy cái giáo hội nào đó, đấy cái tập đoàn nào đó của những cơ đốc gọi là cứ tô hữu đấy, nhóm lại thì đấy là con đĩ đấy. Còn Babylon đấy, Babylon là con đĩ mà, Kinh Thánh nói rõ rồi, đấy là con thì con dâm phụ, tức là con đĩ. Mà tất cả Babylon thì còn đại dâm phụ lớn, và nó tà dâm với các tà dâm thế gian, vì thế còn đại dâm phụ. Nó ăn nằm với tất cả các loại quỷ để sinh ra các loại giáo hoàng, thượng phụ, tiên tri, sứ đồ, tiên tri, mục sư, đủ các thứ theo cách của nó. Amen. Chúa đã dạy cho chúng ta điều đó rồi. Nên kiêu ngạo là nó giữ lấy cái quan điểm của nó, hay nói cái khác là nó coi nó tài giỏi hơn Đức Chúa Trời, nó coi nó dạy được Đức Chúa Trời, đúng không? Cái kiểu của nó nói là Chúa ngang lắm, Đức Chúa ngang lắm, để mà không đồng phục Ngài. Anh chị em ạ, chúng ta cũng nghe thấy cửa miệng của những kẻ phản loạn đấy, cứ nói mục sư của mình là ngang lắm, khi luôn lẽ thật đấy, trước mặt lẽ thật thì không nghe, không giữ ý của mình, đấy kiêu ngạo, giữ ý của mình. Khi mục sư làm theo lẽ thật, nó nói khẳng định thế này, nhưng cứ giữ ý của mình thế này cơ. Nhiều mục sư, nhiều lãnh đạo cơ đốc đấy, họ đã coi ý của họ, anh chị em ạ, ý thần học của họ, giáo hội của họ, hệ phái của họ hơn cả ý muốn Đức Chúa Trời. Đấy, anh chị em ạ, sự kiêu ngạo đấy. Nhiều người cứ bảo ôi thần quan điểm này quan điểm kia, đừng cứ lấy quan điểm đấy ra làm so sánh, hay lấy quan điểm Đức Chúa Trời làm kim chỉ nam cho tất cả hành động. Amen. Hay lấy tiêu chuẩn sự công bình của Đức Chúa Trời đấy để mà so, để mà cân đong đo đến mọi sự. Amen. Chứ mình lấy tiêu chuẩn của giáo hội, của hội thánh ra, rồi sự hiện thấy của ông mục sư mù nó đấy ra để làm đâu? Không đâu. Ông giáo hội nào mù nó để làm đâu? Không, không, không và không. Không thể làm bậy bạ như vậy được, mà phải để ý Đức Chúa Trời. Amen. Nên nhiều giáo hội, nhiều mục sư ấy, nhiều hội thánh ấy, họ có cái quan điểm họ về Đức Trời, về tin lành Đức Trời, về Đức Chúa Trời, về cái tạo vật của Ngài đấy anh chị em ạ. Về cái mối quan hệ giữa các chủ thể, các tạo vật với nhau như thế nào anh chị em ạ. Với Đức Trời ta sao đấy, lệch loạt hết. Thế thôi họ nói là cấm động cấm giờ chấm mó. Mà Kinh Thánh Chúa chỉ rõ rồi, Chúa đâu có cấm động cấm giờ chấm mó. Khi nào thì cấm, đúng không? Đối với kẻ trẻ, gọi là trẻ con mọn đấy, bé mọn đấy, đúng thật là cấm động cấm mờ giờ cấm mó nó đúng. Vì con mọn sờ nó hỏng, sờ nó đứt tay. Nhưng khi lớn lên thì không còn cấm động cấm giờ cấm mó nữa, mà phải động phải giờ phải mó, phải dùng nó thì con dao chẳng hạn, được không? Hay điện mà anh em đang dùng đấy chẳng hạn này, khi nhỏ đấy thì nó vừa định sờ đồ điện, anh ơi không động không sờ không mó, định sờ vào bếp không động không sờ không mó. Nhưng nó vâng lời, đứa trẻ vâng lời sẽ lớn lên sao đến lúc được động được sờ được mó, được sử dụng, thậm chí được sản xuất, được phân bố, được bán, được lan truyền cả điều đó nữa cơ, chứ không còn có chuyện là cấm động cấm giờ cấm mó đâu. Nên nhiều cơ đốc nhân họ ngu dại, họ cứ rất cấm động cấm mờ cấm gió, là lấy câu Kinh Thánh đấy, sau họ làm sao họ đóng khung câu lại để cho lời Chúa nghiệm là chứ làm cho chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống, là như vậy. Nên thành ra họ không hiểu được các mối quan hệ tương hỗ giữa các chủ thể, các tạo vật với nhau. Cấm này, cấm đeo cái này, cấm đeo mặc áo này mặc áo kia, cái này của quỷ Satan, cái này là của ma quỷ. Thật là ngu dại, họ không biết được lời Chúa nói rõ ràng, thế gian của luật thế gian là của ai? Của Đức Chúa Trời. Thì mình dùng bằng cái sự nào, sự khôn ngoan nào mà dùng thôi. Dùng sai mục đích thì tất nhiên ăn uống mà không phải vinh hiển Đức Chúa là hỏng rồi, làm việc gì mà không phải vinh hiển Chúa là hỏng rồi, là phạm tội rồi, làm không phải đức tin hỏng rồi, phạm tội rồi, là chết rồi. Thế phải làm thế nào đây để mà đẹp lòng Chúa? Thì ý Chúa, cứ làm theo ý Chúa là tuyệt đối đúng. Amen. Mà ý Chúa được tỏ rõ trong Kinh Thánh, mà Kinh Thánh ai cũng đọc được, ai cũng có thể truy cập được anh chị em ạ. Khi nói về Đức Trời, rất tiếc là nhiều lãnh đạo cơ đốc họ không hiểu nổi về Đức Trời, nên họ không thể cắt nghĩa, giảng giải, giải thích, giải bày, bày tỏ ra cho người ta biết thế nào là Đức Trời. Thậm chí bạn họ không biết cho họ đấy, thành thử ra họ không có cái điều để cho môn đồ họ, cho học trò họ, cho con chiên mà Đức Chúa Trời này đang giao phó cho họ. Họ không có để cho, họ không biết Đức Trời, họ không biết tin lành Đức Trời anh chị em ạ. Vì cái sự dưới đất họ không hiểu, thì huống chi họ hiểu cái sự bên thú Trời. Amen. Nước dưới đất họ không hiểu, làm sao biết về Đức Trời? Amen chị em. Chúa Giêsu nói thôi mà, nhưng họ cứ giữ khư ý của họ như thế, họ không chịu thay đổi. Và lời Chúa nói là cái kẻ mà ta đoái đến là kẻ có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời cũng nói ta mà run. Amen. Khi nghe lời Chúa ấy, vì họ phải hiểu là mình họ vẫn còn chưa biết đâu, thì thấy đi lại họ phải run sợ cho lời Chúa Trời, để xem lời Chúa nói cái gì, để tìm kiếm xem Chúa hiểu cái gì, Chúa phán cái gì, xem chủ Đức Chúa Trời là chủ, là Chúa tể của mình đấy, nói cái gì, để run sợ tiếp nhận cái lời đó, tiếp nhận cái mạng lệnh đó. Amen. Anh chị biết không, cái thời xưa cái phong kiến thời quân chủ đấy, vua ra lệnh làm sao dân quỳ mọc hết xuống. Amen. Vua xuất hiện phát, tất cả các quần thần quỳ xuống lại, cái chiếu chỉnh của vua mà đưa ra phát đấy, tất cả quỳ hết. Cái người đọc chiếu chỉnh không quỳ, người đọc chiếu chỉnh có khi chỉ là ông lính thôi, chỉ ông quan nào gọi là cấp thấp thôi. Nhưng mà ra chiếu chỉnh của vua sao, cầm cái thẻ bài chiếu chỉnh của vua ấy, quan tướng tướng quân quỳ hết xuống mà nghe. Đấy, dưới đất còn như vậy, cũng chia trời, họ em không thường nghe. Vì ở dưới đất ấy, nó còn nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh, giải trí, con số phòng nhiều lắm anh chị em ạ. Dưới đất thôi mà còn có sự như thế, trên trời còn bao nhiêu sự còn hơn thế nữa. Thế dưới đất còn không hiểu, nước ở dưới đất họ không hiểu, cái quy chế hoạt động của nước thế gian họ còn không hiểu, nước dưới đất họ không hiểu, thì làm sao hiểu được sự trên trời? Cái việc nhỏ dưới đất này mà ngươi động, ngươi sờ, ngươi mó được hàng ngày, ngươi cảm nhận hàng ngày, ngươi còn không hiểu nổi, thì cũng chỉ là cái điều gì mà ngươi còn chưa động, chưa biết, thì ngươi là kẻ nói dối. Nên nhiều tại sao nhiều mục sư họ nói dối như vậy đấy. Khi họ nói rằng, ô ta không làm chính trị, ta không làm, nước ta không làm thời gian này, họ lấy ăn cắp câu Kinh Thánh, nhưng họ không hiểu, họ không biết cắt nghĩa sai, nên chuốc lấy sự hư mất cho mình như lời Kinh Thánh có chép. Nên họ không hiểu được về sự công bình của Chúa, Cũng vậy, nếu thành ra các trường phái, hệ phái, giáo phái ta học âm cứ tranh cãi thôi, người này thì mắng người kia, cái giáo phái này thì mắng giáo phái kia, giáo phái bảo là sai thì lu các thứ lung tung lên, cả mớ hổ lốn luôn đấy chị em ạ. Làm cho dân ngoại họ cái gì đấy, họ không biết đi ra ngoài, anh đúng không, anh này đúng, bất thôi sọ bất nhất, họ cứ lung tung cả đấy, thế dân ngoại chết, bản thân những người mà giảng gọi tin lành này cũng chết, bởi vì họ không hiểu tin lành Chúa Trời. Vì họ bất tín trong việc giảng tin lành. Vì lời Chúa nói rồi, nếu kẻ nào giảng tin lành khác đấy là phải anathem, rút phép thông công, thánh linh ra khỏi kẻ đó, sợi dây liên lạc chọn lành ra khỏi kẻ mà không giảng tin lành Đức Trời. Amen. Chỉ có một tin lành thôi, Kinh Thánh khẳng định rồi, tin lành Đức Christ là tin lành Đức Trời. Chúa Giêsu khẳng định rồi, bởi cớ tin lành Đức Trời mà ta được sai đến, cứu rỗi là phần của Đức Trời thôi. Chúng ta phân tích rõ ràng rồi, Đức Trời tóm tất cả mọi sự tuyệt đối trong mọi sự mà, cái gì cũng có trong Đức Trời hết, cứu rỗi nó chỉ một phần nhỏ trong Đức Trời thôi. Nên giảng tin cứu lỗi đứt, giảng tin quyền phép đứt, giảng dân này thịnh vượng đứt, đứt hết anh chị em ạ. Chỉ một tin lành thôi. Sơ Phaolô thì ông nhận cái điều đó từ ai? Đấng Christ. Ông nói là tôi không nhận cái tin lành đó từ loài người, tôi nhận từ Đấng Christ. Nên nếu mà sau này đấy có ai mà giảng tin lành khác với tin lành mà tôi đang giảng đấy, tôi đã giảng rồi đấy, kể cả là tôi khúc bay luôn, hư mất luôn. Ông nói thế bởi vì ông biết chắc cái tin lành ông đang giảng đấy, ông nhận từ Chúa Jesus Christ, tin lành Đức Trời. Nên thậm chí ông đấy mà không cẩn thận đấy cũng bay luôn. Nên tin Đức Trời là điều tuyệt cần. Đến bao nhiêu cơ đốc nhân đấy đã dối trá, họ không hiểu tin Đức Trời, anh chị em. Còn mắt kiêu ngạo họ coi thường tin Đức Trời. Khi nói tin Đức Trời không biết có gì đâu mà. Khi nói Đức Trời hay, có gì đâu mà. Giáo hội, nước hội thánh là nước Trời. Cầu nguyện là nước Trời, đuổi quỷ nước Trời, dẹp lạ nước Trời, tiên tri là nước Trời. Không phải là nước Trời, nó là cái phần cực nhỏ trong nước Trời thôi, họ nó không là nước Trời. Amen. Một con chó không phải là Việt Nam được. Việt Nam nó có cả chó, cả mèo, cả lợn, cả người, đủ với các thứ, các tỉnh thành khác nhau. Nhưng một con chó ở trong đất nước Việt Nam không phải là, mặc dù con chó là giống Việt Nam, giống đấy, cái loài là Việt Nam, ví dụ con chó Phú Quốc chẳng, con chó Phú Quốc đẹp chẳng, khôn chẳng, ok. Nhưng con chó không phải là Việt Nam, mà trong Việt Nam có cả con chó. Vì thế mà họ cứ nói là cứu rỗi là nước Trời, không phải. Thịnh vượng nước Trời không phải, quyền phép là nước Trời, không phải. Nhưng đấy con kiêu ngạo, họ nghĩ là họ đúng. Họ không để cho lời Chúa nói với họ, anh chị em ạ. Điều đặc biệt đấy, cái siêu đại mạng lệnh của Chúa Trời là gì? Trước hết mọi sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì những sự còn lại Ngài ban cho thêm. Thấy chưa? Tất cả sự còn lại, sức giàu, quyền phép, đuổi quỷ, trừ tà, tiên tri, khôn ngoan, tất cả sự Chúa ban cho thêm. Chỉ cần người tìm Đức Trời, lòng người tìm Đức Trời, kể cả người chưa sự khôn ngoan, kể cả người chưa hiểu Đức Trời, kể cả người chưa hiểu sự công bình gì, nhưng người đã có hỏi lại Chúa, Chúa ơi thế nào Đức Trời, Chúa ơi thế nào sự công bình Ngài, con ban gì Ngài, Ngài dạy con biết Chúa ơi, con không ăn không uống nữa, không ngủ nữa Chúa, ơi Chúa phải tỏ con biết Chúa ơi, Chúa tỏ con biết, con không thể sống được nếu mà con không biết Đức Trời là gì, thì mạng lệnh của Chúa là hãy tìm kiếm Đức Trời mà sự công bình của Ngài mà, những sự còn lại Ngài ban cho thêm, vậy Ngài tỏ cho con đi, Chúa ơi Ngài dạy con đi, chứ không phải là đọc mấy cái thế là xong rồi tự thủ dâm thục linh, tự ảo tưởng sức mạnh của mình, ảo tưởng sự khôn ngoan riêng của mình, ảo tưởng sự công bình của mình, ảo tưởng thần học bậy bạ khốn nạn của mình, xong tưởng nó bí hết rồi. Đấy có mắt kiêu ngạo khốn nạn thế chứ, mà Chúa gớm ghét còn mắt kiêu ngạo. Amen. Thật đáng tiếc những người đấy, con mắt kiêu ngạo họ ấy, lời Chúa nói rõ ràng trước hết mọi sự tìm kiếm nước Trời và sự công bình của Ngài, đúng không? Và Chúa ra cái siêu đại mệnh lệnh là trở lên trọn vẹn như Cha trên trời trọn vẹn bằng tin lành Đức Trời. Chỉ có tin lành Đức Trời mới cho con người trọn vẹn như Cha trên trời trọn vẹn thôi anh chị em ạ. Còn tin lành khác không làm được. Đối với chị em, tìm được cái người nào nói là trọn vẹn đấy, không có. Cái người mà giảng tin quyền phép, tin lành cứu rỗi không họ đều nói họ tội nhân. Trọn vẹn cái gì? Họ đều tranh luận là con người chúng ta phạm tội mà làm sao trọn vẹn được? Đúng, con là người ạ. Vì tin Đức Trời bọc ra đâu là Adam thứ nhất, đâu là Adam thứ hai. Và nếu người được tái sinh thì đấy là bản chất thật họ là Adam thứ hai. Còn Adam thứ nhất là cái xác cũ của họ, là cái lốt cũ của họ. Khi họ sống trên đất này, cái lốt cũ vẫn còn đang khoác trên mình. Cho đến khi nào họ lìa khỏi đất thì cái lốt cũ này mới hoàn toàn dứt khỏi họ. Họ không phân biệt được vì không có tin lành Đức Trời để giải thích, cắt nghĩa cho họ hiểu. Nên thành ra họ nghĩ họ tội nhân. Anh em thấy chưa? Họ không có giải pháp, không có lối thoát gì hết. Họ vẫn nói là Chúa Giêsu đừng đi đấy, nhưng họ tắc tịt luôn. Thấy chưa anh chị em? Rõ chưa? Bởi họ bất tín trong việc giảng lời Chúa, bất tín trong việc giao truyền tin lành của Chúa Jesus Christ. Amen. Thay vì đi tìm nước trời, sự công bình của Ngài, thì họ tìm tìm biết không? Tìm quyền năng, quyền phép, dấu kỳ, năng lực, sức mạnh, ơn, sức giàu, chữa lành, phép lạ, tiên tri, bình quỷ, trừ tà. Họ tìm cái đấy. Tìm y như dân ngoại nó tìm anh chị em ạ. Dân ngoại nó tìm điều đó. Anh nhận. Dân ngoại nó tìm phép lạ, dân ngoại nó tìm tiên tri. Đấy, vì thế mà các dịch vụ thầy bói đấy, đầy không? Dịch vụ thầy bói nhiều không? Dân họ tìm đi, tìm phép lạ, chữa lành đấy, thấy không? Bao nhiêu như hội mà trừ ma đuổi quỷ mà của ma quái đấy, làm công vụ chữa lành đấy. Đây, anh chị ạ. Anh chị bật lên bật lên YouTube, bật có thể tìm đấy những sự chữa lành đấy của những cái bà gọi là bà gì nhỉ? Những cái bà nào đó ở Indonesia đấy, bà chữa lành ngay trước mắt luôn nhá. Anh chị ạ, chơi nhiều người khác nhau nhá. Chứ không phải là chữa lành cái trò trẻ con giả dối của mấy mục sư ở châu Phi, coi như là đưa ra cái bà thì một sau bà cứ đóng kịch mãi thì bà có cái khả năng là tay bà su lại này, sau này duỗi ra được. Thế xong rồi bà ấy dùng cái mục sư châu Phi đấy, dùng bà ấy để đi các nơi để mà cầu nguyện, đuổi quỷ, chữa lành, giải cứu, làm bộ, làm tịch đấy, để sao lừa được người ta vào và đóng tiền dâng hiến phần 10 người và cứ để cho mục sư cầu nguyện cho, xong bán nhà bán cửa đi, mang tiền vào đây cho mục sư. Đối với họ khi sức khỏe họ cần đấy, họ cần không chứ, họ sẵn sàng bán nhà bán cửa cho luôn, vì họ biết là không có chết mà, họ sẵn sàng. Ở Việt Nam vậy, ở châu Phi, ở những nước mà nghèo, dân trí thấp đấy, bị lừa đấy, bị dị đoan dễ lừa lắm. Và các mục sư trong đấy là toàn mục sư giàu, gần như đẳng cấp nhất thế giới về sự giàu có, về vật chất tài sản thôi anh chị em ạ. Vì là lừa đựng con chiên ngu nhiều lắm anh chị em ạ. Ví dụ tìm Joshua chẳng hạn đấy, và những kẻ theo ông đấy, và những kẻ như thế rất nhiều ở châu Phi, lừa được bao nhiêu người. Rồi ngay cả nhà truyền giáo nổi tiếng là Ben Hinn đấy, ông đã cũng từng lừa người ta bằng giáo lý sai của ông đấy, nhưng tạ ơn Chúa đến gần cuối đời thì ông mới thừa nhận rằng giáo lý của ông là sai. Ông thừa nhận đấy, tạ ơn Chúa vì ông không khiêm nhường vào đấy ơn phước của Ngài đến trên Ben Hinn. Và điều xưa nổi tiếng chữa lành đuổi quỷ đấy, làm đúng đấy. Tôi hồi xưa tôi rất thích ông ấy nhá, cho đến khi mà Chúa chỉ cho tôi về ma quỷ thế nào, như tôi đã kể với chị em, xong mình rũ ra khỏi đấy luôn. Mình khi mỗi lần cái ông cầu nguyện, ông làm bắt tôi nhìn thấy quỷ hành động của ông đấy luôn, không phải thánh linh của Chúa Trời. Mình nhìn thấy luôn trong lúc đó, lúc Chú mở mắt ra, còn trước đây mình cứ tưởng đấy là Chúa Trời thôi, nhưng sau đó mình mở mắt ra là đại đa số các trường hợp là quỷ nào. Còn khi mục vụ của TV Joshua thì hầu như buổi nào tôi thấy quỷ qua TV Joshua làm việc, nói danh Chúa nhưng mà toàn quỷ thôi. Rất ít những sự gì mà có Đức Thánh Linh ở đấy hành động. Và họ nói là Đức Thánh Linh của họ là con quỷ, Đức Thánh Linh của họ đang làm mà cho phép lại là con quỷ. Tất nhiên đôi lúc Đức Thánh Linh có hành động vì có lòng thương xót của Chúa đối với ai đó, có lòng gọi là tìm kiếm truy thật anh chị em ạ. Thì kẻ hầu việc Chúa giả đấy, nó định làm đấy, nhưng vẫn có Thánh Linh của Chúa vẫn, vì Ngài để cho tuyệt đối anh chị em ạ. Anh nhớ điều đó nhé. Thí dụ như tôi kể cho em đấy, cái hồi mà tôi bị quỷ nó lừa đấy, mới đầu mình học thần học xong rồi mình cứ thích đi gọi đuổi quỷ trừ tà, làm phép lạ đấy, đặt tay chữa bệnh đấy, nói tiên tri đấy, rồi nhìn hiện thấy AC rất nhiều đấy đó, và chữa lành đuổi quỷ trừ tà khá nhiều người. Sau đó cái thần đấy cứ bên cạnh mình cứ tưởng Chúa Giêsu, nhớ cho anh chị em. Sau đó là tôi cứ thấy là cái sự mà vui mừng trong mình nó mất rồi. Thế sau đây bắt đầu đọc Kinh Thánh thì Chúa chỉ cho ô ở cái đoạn đấy, đoạn Kinh Thánh mà tôi đã kể với anh chị em đấy, nhiều đoạn Kinh Thánh nó xúc động lại. Thế khi bắt đầu bùng phát cái thần hiện ra thì tôi tưởng Chúa Giêsu trước đây mà tôi lập tức tôi hỏi luôn, tôi kiểm tra thần đấy luôn, và lộ ra một con quỷ bay mất, con quỷ to đùng đen xì bay mất. Quỷ đấy ông tạm Chúa nó không, nó ở bên cạnh chứ nó không ở trong tôi. Nó ra thế sau đó tôi mới hỏi Chúa, thế trước đây bao nhiêu cái phép lạ mà Ngài làm đấy là của Ngài hay là của nó đây? Chứ đấy ta làm con ạ, mặc dù nó bên cạnh ấy, nhưng nó bên cạnh con này để nó lừa con. Nhưng thực sự ta làm, nhưng mà nó ấy, thì nó đây, nó nói là đấy nó làm, để con cứ nghe nó, để con cứ nghe những sự hiện thấy, những sự bày tỏ thì nói thì thầm vào tay con, cứ tưởng thật, để con nó dẫn con đi lừa ra kia. Nhưng phép lạ là của ta làm, nhưng nó ăn cắp, nó nói là nó làm, tại vì con có tương giao với ta đâu. Thay vì con đọc lời Chúa để con tìm đào sâu trong lời Chúa ta nói cái gì thì con này Chúa làm phép lạ, con làm phép lạ, Chúa đuổi quỷ, con đuổi quỷ, Chúa nói gì, con tiên tri. Chúa Giêsu Chúa Thánh Linh sức dầu Chúa Giêsu thế nào thì Ngài đi khắp mọi nơi để quyến phép đuổi quỷ đấy, mà không hiểu cái câu Kinh Thánh đó, con cũng đi làm thế, thế con mới vào bẫy của nó. Thế sau khi ăn năn rồi thôi quay trở lại, bắt đầu mắt mình bắt đầu mở ra và nhìn rõ qua những con người Chúa hay là ma quỷ hành động thế nào. Hallelujah. Những kẻ kiêu ngạo này anh chị em ạ, họ thay vì tìm kiếm nước trời sự của mình như chúng ta Chúa Thánh Linh vừa nhắc đấy, họ tìm kiếm phép lạ, đuổi quỷ, chúng ta tiên tri, phấn hưng, phục hưng, thành công, thạnh vượng, quyền phép, không tìm nước trời, không tìm sự công bình của Chúa. Vì thế mà họ không phân biệt nổi có phải phấn hưng không, có phải phục hưng không, có phải quyền phép không, có phải chữa lành thật không, có phải tiên tri thật không, họ không biết phân biệt được. Thành ra trong đại đa số các trường hợp với họ đều là tiên tri giả, sự bày tỏ giả, quyền phép giả, phấn hưng giả, phục hưng giả, giả hết, đổ giả hết anh chị em, giả hết. Họ đã không để lời Chúa tự nói, lời Chúa tự nói ra anh chị em ạ. Họ không để Đức Thánh Linh phán cho họ, họ không để cho Ngài làm sống lại những cái lời chép trong Kinh Thánh mà họ đang đọc anh chị em ạ. Mà những kẻ kiêu ngạo đấy, có phát kiêu ngạo, họ dám cả gan, làm sao biết không anh chị em, nhét lời họ vào miệng Chúa, bảo Chúa nói đi, họ bắt Đức Thánh Linh hành động, họ cả gan thế nào anh em chị em biết không, cầu nguyện điều khiển tay của Chúa Trời. Lời cầu nguyện của họ nghe oách không? Chúng con biết là chúng con cầu nguyện trong danh Giêsu để di chuyển cánh tay của Chúa, chữa lành, giải cứu, trừ tà, đuổi quỷ, giải phóng bệnh tật. Sao bệnh hoạn thế? Họ dám điều khiển Chúa Trời thay vì để Chúa chỉ định và tay họ đưa ra để chữa lành, thì họ lại cầu nguyện để tay Chúa di chuyển. Nghe thì có vẻ rất là thuộc linh như chị ạ, nhưng xếp lại bọn láo lếu, bọn sắc sược, bọn phạm thượng dám điều khiển Đức Chúa Trời, dám sai Đức Chúa Trời, dám dùng danh Chúa để trong danh Chúa Giêsu phải nó phải làm thế kia. Bọn mất dạy đấy, con mắt kiêu ngạo khốn nạn cho anh chị em. Hồi xưa tôi sai chuyện này rồi, tôi có đầy đủ thẩm quyền tư cách để dạy dỗ anh chị em, vì tôi đã trải qua những điều này rồi anh chị ạ. Tôi trải qua nhiều chục năm về trước rồi, và Thánh Linh của Chúa đã tỏ ra bao nhiêu thứ, và không tỏ ra trải qua là tôi trải qua và trả thi một cách thành công anh chị em ạ. Chứ không phải nhiều người trải qua nhưng họ không được trả thi, họ không trả thi được. Chúa đánh trượt hết họ từ lâu thì họ không biết, họ cứ tưởng là cái thử thách đến với họ, thế là họ đã trải qua thử thách. Không, nhưng họ không vượt qua thử thách anh chị em ạ. Thế nào vượt qua thử thách? Vượt qua thử thách là phải có gì ạ? Chúng ta đã chú dạy đấy, là nguyên tắc thập tự giá, đúng không? Nguyên tắc hai điều danh của Chúa Trời đấy, đó là điều răn để nếu vượt qua thử thách đó, nếu mình càng yêu Chúa hơn và mình yêu bản thân mình hơn, cũng như yêu người lân cận, đặc biệt yêu cái người làm mình khổ hạnh đấy, cái người mà muốn giết mình đấy. Đấy, nếu mà trải qua thử thách đấy mà chúng ta có cả tình yêu với cả ba đối tượng: Đức Chúa Trời, bản thân mình và người lân cận, đặc biệt cái người mà đang muốn giết mình, người làm hại mình. Đấy, thì mà trải qua thiếu một trong ba điều này thôi, chưa trải qua. Đừng có tưởng mở, đừng có ảo tưởng. Amen. Lời Chúa rất sâu nhiệm ở nơi đây để bày tỏ anh chị em cái lẽ thật đấy. Thế nào khi anh chị em trải qua thử thách? Tại vì Chúa cho chúng ta là quyền cai trị, quyền xét đoán 2 chỉ 7 xuôi. Thành ra cái bộ luật tiêu chuẩn của Chúa Trời đấy, bộ luật xét đoán của Chúa Trời đấy, cái tiêu chuẩn để Chúa cho chúng ta chấm thi cùng Ngài, cùng làm việc với Ngài đấy, có trong tay chúng ta. Nên nhờ cái tiêu chuẩn đó chúng ta mới chấm thi cho bản thân mình và cho tất cả những người khác. Amen. Còn kẻ khác họ không biết, họ không, thậm chí họ nói đừng xét đoán ai để khỏi xét đoán, đúng. Nhưng họ là người xét đoán người khác bằng câu nói đấy, họ lại xét đoán người khác. Sau đó họ đều nhiều điều gian ác trong xã hội họ không xét đoán, họ cứ để mặc nó đi, nhưng họ dám xét đoán người sức giàu Đức Chúa Trời. Thế còn nó kiêu ngạo, họ dám dạy người của Đức Chúa Trời, thầy dạy của Đức Chúa Trời. Không muốn làm tướng nhưng muốn làm bố tướng, không muốn làm vua nhưng muốn làm bố mẹ của vua cơ. Thế mới kiêu ngạo anh chị ạ. Có chuyện xảy ra thì cứ chỉ tay năm ngón, mục sư phải thế này, ông lãnh đạo phải thế này, phải thế kia, bản thân họ không chịu làm gì cả. Nhân hội đấy là hội rất mất dạy anh chị ạ. Con mắt kiêu ngạo của Chúa thì rất ghét, phải dám cả gan dạy Chúa. Nên Chúa nói trong lời của Chúa đấy, cái kẻ nào mà bịt tai không nghe luật pháp của Đức Chúa Trời thì lời cầu nguyện của kẻ đó là sự gớm ghiếc, gớm, thấy chưa? Từ Kinh Thánh chúng tỏ ra bao nhiêu cái kẻ mà thờ lại ngợi khen Chúa đấy, rồi các bài hát thờ vượng ngợi khen Chúa các thứ ấy. Chúa ơi, dẹp đi, kinh ăn cầu nguyện dẹp đi, đừng có dừng ra nữa, ta không nghe đâu. Ta gớm biết các ngày lễ hội trọng thể với người em rồi, ta gớm biết rồi. Bằng sao tay ngươi đầy sự răng rộng ô uế, lòng ngươi đầy sự bất khiết thế kia. Ngươi làm theo ý mình, ngươi kiêng ăn nhưng mà toàn đánh nhau, nắm tay nhau cọc cằn, chứ có phải kiêng ăn để giải cứu chính ngươi đâu. Ngươi còn đang trong sự xềm hung ác tội lỗi, ngươi còn bị thần cảm giả mạo, dẫn dụ, mù loà. Như vậy ngươi rất là ai, ngươi không cứu được bản thân mình, ngươi cứu ai nữa? Họ cứ cầu nguyện, họ cứ tìm là đuổi quỷ chúng ta, họ cứ đòi kinh ăn để cầu nguyện, họ cứ kinh ăn là cái giải pháp. Chúa nói rõ ràng rồi, Chúa không thèm nghe. Mà giải pháp đó là cái lòng khiêm nhường nhu mì đấy, để mà ăn năn, mặc lấy lẽ thật, mặc lấy con người mới. Amen. Ta yêu lẽ thật, yêu Đức Chúa Trời, yêu tuyệt đối đấy, sẵn sàng bỏ mình đi. Thì đấy mới được Đức Chúa Trời Ngài để ý đến. Những kẻ mà có con mắt kiêu ngạo đấy, thì cái nhìn họ đấy nên họ coi Chúa không ra gì cả, thấy chưa? Mặc dù miệng họ ấy vẫn nói là thờ phượng Chúa, kêu lại Chúa, mà Chúa nói rồi, cái dân của ta cái miệng nó thì vừa nói là kêu thờ lại ta đấy, môi miếng nó vẫn là thờ ta đấy, nhưng lòng nói sao? Cách xa ta lắm. Chúa nói rất là đau xót, anh chị em ạ. Họ chỉ thờ vào môi miệng thôi, nhưng lòng họ cách xa lắm. Họ không kính sợ Chúa đâu. Họ đồng lõa với kẻ tan dâm ô uế, họ đồng lõa kẻ bất khiết, họ đồng lõa với kẻ thờ thần tượng, họ đồng lõa với kẻ dối trá, họ đồng lõa với kẻ ăn cắp, họ đồng lõa với kẻ giết người. Họ sợ đủ mọi thứ trừ sợ Chúa. Họ sợ hình phạt, họ sợ nan đề, họ sợ mang tiếng, họ sợ thử thách, họ sợ đau đớn, họ sợ khó khăn, họ sợ đau khổ, họ sợ nhục nhã, họ sợ anh em ạ. Họ sợ cả địa ngục nữa. Nhưng có một cái họ không sợ là không sợ Chúa Trời. Đấy, kẻ kiêu ngạo đấy. Mà cả kiêu ngạo ấy dám cả gan dạy Đức Chúa Trời, anh chị em ạ. Khi chúng ta đang giảng dạy anh chị em này, thấy Đức Chúa Trời nói đấy, thì những kẻ đấy nó dám cả gan chỉ tay để chửi rủa chúng ta. Nó dám cả gan dạy Đức Chúa Trời. Lời Chúa nó rõ ràng, nó không thèm xem đọc Kinh Thánh cả, nó nói bậy bạ và cả gan. Đấy, kẻ kiêu ngạo đấy là con Chúa, là Chúa khét những con mắt như vậy, anh chị em ạ. Chúng ta còn nhớ Phêrô không anh chị em? Phêrô vừa được Đức Thánh Linh của Chúa Cha và Đức Thánh Linh của Chúa Con bày tỏ ra Giêsu Christ là ai, đúng không? Và Ngài phải ban thưởng cho Phêrô rằng khá lắm, tốt, chẳng phải là xác thịt và tỏ cho ngươi được, nhưng Cha ta trên trời tỏ cho ngươi vậy. Vì vậy với ngươi Phêrô, ta lập hội thánh ta trên đá này, và cửa phủ không thể thắng hội đó. Ta ban chìa khóa Đức Thiên Đàng cho ngươi, và hết điều gì ngươi mở trên trời mở, điều ngươi đóng trên trời đóng. Thấy chưa? Bảo sự bày tỏ Chúa Giêsu rồi. Thế mà anh chị em biết chuyện xảy ra không? Khi mà Chúa nói về gì? Sự Ngài phải lên thành Jerusalem, Ngài phải chịu khổ dưới tay của các thầy tế lễ, thầy thông giáo dạy luật, những kẻ mà gọi là lãnh đạo Cơ Đốc đấy, lãnh đạo tôn giáo, đạo Chúa đấy, đạo Tin Lành đấy, đạo Chúa đấy, đạo Thiên Chúa Giáo đấy, lãnh đạo tôn giáo đấy. Thì Ngài nói là Ngài sẽ lên đấy, Ngài nộp để những kẻ lãnh đạo tôn giáo giết Ngài. Thì làm sao? Ông lôi Chúa ra can ngăn, ông dạy Chúa, ông nghĩ là ông có thể dạy được Chúa Giêsu. Ông bảo chuyện đấy không giải thế này đâu, Đức Chúa Trời làm nữa vậy. Thấy chưa? Ông ấy đang muốn nhét lời ông ấy vào miệng Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời làm nữa vậy. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là ngôi lời trước mặt ông ấy. Ông vừa được Chúa khen xong, ông quay ra trở lại, ông dạy Chúa. Chúa làm gì lỡ vậy? Thấy chưa anh chị em? Đức Chúa Giêsu tuyệt vời, Ngài nhìn thấy thần cảm giả mạo của quỷ Satan ở trên ông đấy, đến Ngài nói là bớ Satan lui. Ngài nhìn thấy không phải là ông kia đâu, bởi vì sự yếu đuối của ông không biết phân biệt các thần, ông không phân biệt thần cảm giả mạo ra sao, ông làm theo công việc cũ của mình, ông làm theo cái bụng của mình là trên cái gọi là cái mặt nạ thì mặt nạ là việc tốt, mặt nạ đấy, đúng không? Quỷ tôn giáo nó đến dưới kia, Chúa làm gì lỡ vậy? Đấy không chết đâu, không đau khổ đâu, không sao đâu, yêu thương, cái yêu thương, nhưng mà yêu thương giả dối, anh chị em ạ. Mà yêu thương phải như của Đức Trời mới đúng. Nên vì thế mà Ngài của nặng. Sau vụ đấy bắt ông như thế nào, ông ấy sốc luôn, đúng không? Ông cứ tưởng vừa mới vừa được khen nhé, ông tưởng luôn đến đây rõ rồi, hay quá, tất cả môn đồ đấy không ai giỏi nhưng mà ta được Chú khen thế, nên Chú vừa nói bắt. Ông mình nghĩ quả này Chúa lại khen tiếp đây, vừa mới làm phát Chú đổ cho gáo nước lạnh nên lùi. Sách Răng đoạn 5 câu 44 có nói đấy, Chúa Giêsu cảnh cáo rồi, các ngươi chỉ tìm vinh hiển của nhau mà không tìm vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên các ngươi không tin Ngài được, không tin được công việc của Ngài được, anh chị em ạ. Vì thế các lãnh đạo tôn giáo đấy, khi họ không tìm vinh hiển của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ, mà họ tìm vinh hiển của nhau, vinh hiển của giáo hội, giáo phái của họ, vinh hiển của họ, vinh hiển của ai đó, anh chị em ạ, thì sao? Họ không thể tin Chúa được, vì họ tin họ thôi, anh chị em ạ. Thay vì là tin Chúa trong họ và tin rằng Đức Chúa Trời làm họ thành con người mới giống Chúa, thì họ tin họ, anh chị em, họ tin vinh hiển của nhau, họ tin vinh hiển giáo hội của họ, nên họ không thể trung tín với Ngài được, và họ trở thành cái kẻ đứng thứ hai trong cái danh sách để ném xuống hồ lửa đời đời, đó là những kẻ sao ạ, bất trung, những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin đấy, chẳng tin là bất tín đấy, những kẻ không trung tín đấy. Họ tìm vinh hiển mà trừ phải họ, nhưng họ vẫn nói là họ tìm vinh hiển Chúa, nhưng mà quả thật bên trong thì ngược lại, có vinh hiển Chúa đâu, mà làm thế nào Chúa vinh hiển đây anh chị em? Ai cũng nói đến Chúa vinh hiển đúng không ạ? Thần cảm giả mạo nó nói Chúa vinh hiển, quỷ Satan nó nói là đấy là vinh hiển Chúa, hội thánh của Chúa là nơi để thờ của Chúa ấy, thì quỷ Satan nó chép chẽ đấy là cái ngôi nó làm được tôn vinh, mà nó vẫn nói là đang thờ phượng Chúa đấy. Chúa vinh hiển khi nào anh chị em? Khi lẽ thật hay là lời Chúa được bày tỏ, được ứng nghiệm và vượt trội hơn tất cả mọi điều khác. Lẽ thật của Chúa đấy, thần Chúa sao ạ? Thần Đức Giê-hô-va vận hành trên mặt nước đấy, vượt trội tất cả các loài, vượt hết lẽ thật của Chúa, sự công bình của Đức Chúa Trời vượt hết đấy, Ngài là vinh hiển Chúa đấy. Không phải nói là Hallelujah thế là vinh hiển đâu, không. Thi Thiên 138 câu 2 có nói lời Chúa đã tuyệt vời rồi đúng không? Nhưng mà danh Chúa đã tuyệt vời rồi, nhưng Chúa còn đặt lời Chúa cao hơn cả danh của Chúa này, thấy chưa? Tức là lẽ thật đấy, lẽ thật cao hơn cả danh, lẽ thật của Chúa còn cao, vì lẽ thật chính là Chúa Giêsu, lẽ thật chính là ngôi lời, lẽ thật lời Cha là lẽ thật đấy, lời Cha chính là Chúa Giêsu là ngôi lời đấy, là lẽ thật đấy. Nên Chúa được vinh hiển khi lẽ thật được bày tỏ, khi lẽ thật được thực thi, khi lẽ thật được phô ra, thì đấy là Chúa vinh hiển. Thí dụ Chúa vinh hiển qua sự giảng dạy chúng ta thấy chưa? Lẽ thật được bày tỏ ra, bao nhiêu sự u mê tăm tối lừa đảo thuộc linh của các lãnh đạo cơ đốc đã làm trên thân thể Chúa bao năm nay, nó làm điều ác trong Siôn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói như vậy, cái Babylon và dân canh đê làm điều ác ở trong Siôn của Chúa, thì Chúa dùng chúng ta để bật lộ ra sự gian ác mà con gái canh đê, con gái Siôn, con gái Babylon nó làm. Trong Ê-sai 49 có nói, 47 nói rằng là con gái canh đê nói là không ai nhìn thấy ta, con gái Babylon đấy, con người cô nó không ai nhìn ta, chỉ có đùi của chúng ta thoải mái, nhìn thấy quỷ thôi đánh nhau quỷ thoải mái, nhưng cái hang ổ là con gái Babylon đấy thì đây rồi, cái sào huyệt nó đây rồi, nên đánh ấy, thì đánh mấy con tép siêu thôi, cái đuổi một quỷ này thì 7 con quỷ khác vào. Vì thế chúng ta nhìn thấy bao nhiêu đời sống của mục sư mà chăm lo đuổi quỷ đấy, họ sao anh chị em đã từng giao tiếp với mục sư mà hay đuổi quỷ đấy, họ là người ất ơ đúng không? Cái người mà cứ chẳng có trí óc gì cả, não trạng họ là lung bung ra, mà họ lộ ra quỷ kiêu ngạo, rồi quỷ tham tiền, rồi quỷ điện, quỷ thần cảm giả mạo, quỷ dối trá của tôn giáo lộ đầy trên mục sư đấy luôn, mục sư nhá, mà quỷ nó đầy người mục sư nó luôn. Thậm chí có những anh chị em mà gọi đuổi quỷ đấy đến chúng ta đấy, đuổi quỷ nên chúng ta cầu nguyện tự người nói rằng quỷ ra khỏi tôi, đầy quỷ ra khỏi tôi, rồng rắn bay khỏi tôi rất nhiều, rồi đủ các thứ nữa. Chúng ta có làm gì đâu, chúng ta cầu nguyện, chúng ta có đuổi quỷ đâu, chúng ta chỉ cầu nguyện thôi, tự người đấy nói là quỷ nó ra khỏi tôi, ma quỷ ra khỏi tôi, mà họ chỉ thăm đuổi quỷ, thì họ không biết cái lẽ thật. Nhưng quỷ nó nhập vào họ là chuyện hiển nhiên là dễ rất nhiều, và điều rất đau xót khi con dân Chúa ấy bị ma quỷ nó nhập rất nhiều, và ma quỷ nó sử dụng còn như đại dụng các mục sư lãnh đạo ở Cơ Đốc để lan tràn cái học thuyết bẩn thỉu đấy, dưới cái nền tin lành, quyền phép, cứu rỗi, ân điển, thịnh vượng đấy, để vào trong thân thể của Chúa, để phá hoại thân thể của Chúa. Nên vì thế mà Chúa được vinh hiển qua lẽ thật này, anh chị em thấy chưa? Có nhiều anh chị em đấy, chúng ta ở những cái giáo hội nào đó mà đã từng thờ ma lại quỷ, đã từng thờ phượng cái sự mà bậy bạ, làm phép lạ, đuổi quỷ, trừ tà, quyền phép đấy đó, và bao nhiêu năm nay đấy thấy tội lỗi ở trong đó, không biết được cái gì cả. Nhưng mà khi sang tới ăn lẽ thật của trường học chúng ta ra, trong vòng mấy tháng thôi đã thay đổi rồi, vì khác hẳn. Vì lẽ thật, Chúa nói đây, lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi, không phải cái ngăn cầu nguyện, không phải người ngăn thờ phượng, mà lẽ thật giải phóng các ngươi. Trong lẽ thật có tất cả, có lẽ thật về kiên cầu nguyện, có lẽ thật về đuổi quỷ trừ tà, có lẽ thật về thờ phượng ngợi khen, có chứ không phải thờ phượng ngợi khen là lẽ thật đâu. Có thờ phượng khen ma quỷ có đuổi quỷ trừ tà của ma quỷ có quyền phép ma quỷ có, năng lực ma quỷ có sự khôn ngoan ma quỷ có, Nhưng lẽ thật đấy sẽ chỉ ra cái nào của Chúa Trời. Amen. Tuyệt đối luôn. Để mình biết đúng, biết thế nào cầu nguyện đúng, kiêng ăn đúng theo lẽ thật, biết thế nào là quỷ quỷ chúng ta đúng, biết thế nào nói lẽ thật đúng, đúng và đúng. Nên Chúa vinh hiển đấy khi lời Chúa, tức là lời Chúa thì trong lời Chúa thì có nguyên tắc của Chúa, đúng không? Trong lời Chúa có thì tính cách của Chúa Trời, có giá trị là hay tính cách của anh chị em ạ, thì được tôn vinh lên. Anh chị em biết không? Nhiều khi đấy, rất nhiều khi trong thực tế lời Chúa khẳng định đấy, dân ngoại nó tôn vinh Chúa hơn cả dân của Chúa Trời. Anh chị em ạ, anh chị biết không? Bởi vì họ làm theo nguyên tắc của Chúa Trời, họ làm theo giá trị của Chúa Trời. Thí dụ chúng ta nhìn thấy cái ông thì ông mới còn lời, cái ông thì ông Thích Minh Tuệ đấy, ông ấy để đôi chân đi bộ từ Nam chí Bắc đấy, đi mấy vòng rồi, mấy năm ông đi rồi, để lộ cả lên mọi người thánh sống thật sống đó. Thậm chí các giáo hội nó cũng lấy chuyện ông ấy ra như một phenomen để mà giải nghĩa. Wow, đấy ông thiện thế kia, còn chúng ta là sao? Hơi tí là khổ rồi, đến ngồi nhà thờ tí ngồi đã chán rồi, đã muốn ăn rồi, đủ các thứ rồi. Vì ông ấy mặc dù ông là hư không, anh chị ạ, vì ông chẳng biết ông đi đâu cả, ông chết là vô định, ông không cứu được ai cả, ông không đóng góp gì cho xã hội cả, ngoài việc mà ông thức tỉnh người ta rằng cái đời sống ở trên đất này đời sống tầm gửi thôi, đời sống tạm thôi, để cho họ biết rằng họ làm cái việc đấy chỉ là ác thôi, thà không có còn hơn. Tức ông ấy là ông đã nói là thà không có còn hơn, để cho những người mà giàu có tiền bạc tài chính đấy biết rằng đấy, ôi thà không có còn hơn như ông đấy, để họ tôn vinh ông đấy. Nhưng chúng ta còn hơn ông đấy, chúng ta không có, chúng ta còn nữa. Cái hội trong thế gian nó có là có cái điều ác, tức là bị điều số âm, ông ấy là số 0, còn chúng ta là số dương. Amen. Đấy, chúng ta như thế đấy, những người tin Chúa là như vậy đấy. Thế nhưng mà ông ấy được tôn vinh bởi ông ấy làm theo những cái giá trị nguyên tắc của Chúa, giá trị về sự dâng mình, sự tận hiến, sự trung thành nào đó, có nghĩa nào đó. Nhưng tất nhiên có nhiều điều khác ông không qua nổi. Ví dụ ông vẫn tôn vinh quỷ cộng sản, ông tôn vinh Đảng Nhà nước Hồ Chí Minh chẳng hạn, là con quỷ chẳng hạn, ông vẫn làm điều bậy bạ đấy, vì ông bị nhồi sọ trong môi trường cộng sản trước rồi mà, nên là vì quỷ cộng sản nó mạnh hơn quỷ Phật đó, thế là ông đã theo Phật. Nhưng quỷ cộng sản ông thông thời điểm này thì nó là kẻ bánh sức, nó mạnh hơn quỷ Phật, nó mạnh hơn quỷ Tin Lành, nó mạnh hơn quỷ Thiên Chúa Giáo, thành ra nó tóm cổ, nó vặn cho ông phải tôn vinh nó. Nên các mục sư phải tôn vinh quỷ cộng sản, các cha đạo, các linh mục, các thầy tu phải tôn vinh quỷ cộng sản, làm việc cho nó để giết dân của Chúa và giết dân mình, nước mình. Dân ngoại được vinh làm Chúa vinh hiển hơn, anh chị ạ. Ai bảo làm thiếu chuyện đấy? Cứu ước đã lấy ông dân ngoại nào, nói anh chị em, đối với chị em, ông vua nào mà được Chúa khen, anh chị em ạ? Ông nào anh chị em? Ông vua Siru, Esai đoạn 45 đấy, câu nói là Đức Giê-hô-va phán thế này: cùng Siru là người được sức giàu của ngài, Meshach của ngài, ta cầm tay vua được hàng cứ cho người vân vân đấy đó, người sức giàu ngài mà Chúa dùng cái danh từ Siru là sức giàu Meshach, danh từ đấy chỉ dùng một lần duy nhất cho Chúa Giêsu thôi. Từ Meshach đấy anh chị ạ, người sức giàu đấy là từ sức giàu đấy chỉ dùng cho Chúa Giêsu Christ, mà Chúa lại dùng đấy cho ai? Cho ông Siru là dân ngoại. Dân ngoại được tôn vinh đấy, được Chúa dùng đấy. Rồi tiếp nữa, đức tin nữa. Chúa Giêsu khai nai anh chị em, nhớ khai nai không? Khen thầy cai đội Roma, nhớ anh chị em. Chúa bảo này, quả thật ta nói trong Giê-ri-xê đấy, trong dân Chúa đấy, dân thờ vượng của ta đấy, ta không tìm thấy ai có đức tin lớn như cái người dân ngoại này. Thấy chưa? Đó, vì dân ngoại nó tôn vinh Chúa còn hơn cả dân Chúa, vì Chúa được vinh hiển qua dân ngoại hơn cả dân Chúa, vì những cái giá trị, những nguyên tắc của Chúa được cao trọng qua đời sống của họ. Họ trung thành, họ quân tử, anh chị em ạ, họ trách nhiệm, họ dâng mình đến nguyên tắc của Chúa đấy anh chị ạ. Chỉ có điều là cái giá trị là đến Chúa chứ có thôi, nhưng mà Chúa vẫn được tôn vinh trong họ đấy, qua họ đấy, trong thời gian của họ, vì tất cả đều là tạo vật của Ngài hết. Amen. Vì họ thế nào chăng nữa thì họ vẫn là con của Ngài, con hoang đàng thôi, con bị lạc lối thôi, nhưng vẫn là con của Ngài, vì Chúa đã tạo họ ra rồi. Mặc dù thời điểm đấy họ là con của ma quỷ, nhưng mà trước đó họ vẫn là con của Chúa. Nó đi lạc trở thành con ma quỷ. Nên khi dân Chúa mà không tôn vinh Chúa thì Chúa bảo sao? Đất đá sẽ tôn vinh ta. Ta lấy đất đá, những kẻ không vai trò trong xã hội, những kẻ gọi các ngươi gọi là cặn bã đấy, ta lấy để tôn vinh ta. Chúa làm vinh hiển chỗ nào anh chị em? Có nhớ cái chuyện mà nhân lành không? Sao mà đi nhân lành đấy? Mà khi bảo là Ngài đứng nhân lành, Chúa sao các ngươi gọi ta nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành thôi là Chúa Trời. Thế mà Chúa lại dùng cái từ nhân lành cho ai? Cho người dân ngoại Samari. Trong đó là thầy tế lễ đi qua mất sự khen ngợi. Ông Levi ngợi khen thờ ông Chúa, đi qua bốc phát cũng không được Chúa dùng. Nhưng cái người Samari đấy mà bị ném đá đấy, là dân ngoại đấy, thì lại Chúa bảo nhân lành, vì họ làm theo đúng cái điều mà Chúa muốn. Họ làm đúng cái nguyên tắc của Chúa là sự thương xót, sự thành tín, sự trách nhiệm. Anh chị em ạ, trong đó dân Chúa thì không tôn giáo, tôi đi thờ Chúa, tôi đi ngợi khen Chúa, mà trước mặt người lân cận đây không thèm để ý đến, mà Chúa nhắc nhở nhé. Mà cái người đang thừa sống thiếu chết, mà người đấy không phải là chỉ đơn giản là bị đánh đơn giản đâu, mà thừa sống thiếu chết, mà họ có dám bỏ người ta thừa sống thiếu chết làm vậy. Cũng như ngày nay chúng ta thấy đấy, dân của Chúa thì bị thừa sống thiếu chết ở trong hội thánh tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ, tại các nước. Vì sao? Các lãnh đạo tôn giáo, các mục sư đang giết họ bởi cái tin lành quyền phép, tin lành thịnh vượng, tin lành giả dối của loài người, mà Chúa bảo là những tin lành đấy là phải anathema, cắt hết bọn đấy, anathema hết bọn đó, chỉ có tin lành duy nhất thôi. Thánh linh ra khỏi bọn đó từ lâu rồi, bọn đấy bị cách chức thầy tế lễ từ lâu rồi, vì dân ta bị diệt khỏi vì sự không tôi biết, mà người bỏ sự tôi biết người ta cũng bỏ, người đã không là người thầy tế lễ cho nữa, họ sinh con đẻ gái nữa, chứ bảo sinh con đẻ gái chỉ phạm tội thôi. Một người bỏ luật pháp Đức Chúa Trời mình, bỏ sự thông biết Đức Chúa Trời mình của Đức Chúa Trời mình, người ta cũng bỏ luôn con cái nữa. Họ còn cứ tưởng, ô sòng soi họ cứ tưởng, mục sư, con là mục sư đây thì con là mục sư, rồi cháu con là mục sư, tất cả đời mục sư, nhưng cả đời xuống hết địa ngục. Anh chị em ạ, có một người hầu của Chúa mà khi một cái bài giảng này đến, ông viết cái chữ là có 37 năm trước, có một nhà truyền giáo, một cái cô mục sư đấy ở bên Úc là sang Việt Nam, ông nói là xuống địa ngục, và nhìn thấy ông mình ở dưới địa ngục, bố mình dưới địa ngục, mà cả nhà là mục sư. Má, thế á, Chúa đưa lên thiên đàng, Chúa đưa xuống địa ngục, thôi người rất ngắn thôi. Nhưng mà dưới địa ngục, Chúa chỉ cho là ông và bố đều là mục sư trước đấy, dưới địa ngục hết. Vì họ cứ tưởng là cứ có cái chức thầy tế lễ, chức mục sư có nghĩa là bất khả xâm phạm với tội lỗi, bất khả xâm phạm với địa ngục rồi. Quên đi, lừa dối, ảo tưởng. Chúng ta học rồi, cái nơi nguy hiểm nhất, nơi an toàn nhất của ma quỷ, đúng không? Cái nơi tưởng an toàn nhất của mục sư thì nơi nguy hiểm nhất. Ta hiểu điều đó thôi không? Nên trách nhiệm chúng ta hầu Chúa ấy, trách nhiệm người hầu Chúa đứng này, trách nhiệm của tôi này, tôi nhận thức trách nhiệm của tôi. Lôi thôi Chúa chặt đầu chết ngay, Chúa giết ngay, phạt máu ra, phạt óc ra chết ngay, sạc máu ra chết ngay lập tức, không đùa đâu. Nên nói trong lời Chúa, trong sự kính sợ, trong sự mà kinh khiếp lời của Chúa Trời anh chị em ạ, kinh khiếp sự thiêng liêng đấy, chứ không đùa đâu. Mà anh chị em, những người khác không kính sợ Chúa, họ không hiểu điều này, họ cứ bảo là ô cái thằng này nó nói là nó cứ chửi mục sư, chửi giáo hội nọ, chửi giáo hội kia, họ có biết gì đâu. Tại lũ đấy lũ trẻ con mà, lũ vắt mũi chưa sạch, không biết phải trái hay sao, hỏi nói bậy nên mình không chấp như hội đấy. Nhưng mà cái hội là mà mang danh là mọc sư, tiến sĩ, thần học, rồi giáo viên, rồi mục sư gì đấy, nó gọi khốn nạn khốn khổ cho hội đấy. Vì hội đấy sao? Khốn khổ không cho họ thôi, mà khốn khổ cho cả cái đám chiên bù theo họ nữa. Đấy, như vậy nên chịu. Họ không giết họ thôi, giết cả nhà họ, mà giết cả dòng dõi, những người đi sau họ cũng chết mù theo họ nữa, mới khốn nạn chứ. Nên dân ngoại khi họ làm theo lời của Chúa, anh chị em, ở cái nguyên tắc của Chúa ấy, thì Chúa khen họ, tức là Chúa vinh hiển đấy. Khen tức là được khen, tức là được vinh hiển đấy chị em ạ. Thế Chúa qua người đấy được vinh hiển. Chúa nói rồi, nếu ngươi không hầu người ta, không thờ người ta, không làm vinh hiển ta thì ta lấy đất đá để thờ vượng, ta lấy đất đá để ngợi khen ta. Mà kể cả không có đất đá ngợi khen ta thì Kinh Thánh nói rằng các tầng trời dãi bày vinh hiển của Đức Chúa Trời, thấy chưa? Các bầu trời đấy truyền ra, đêm ngày truyền vinh hiển của Chúa cho đêm nọ, ngày này truyền cho ngày nọ, thấy chưa? Tất cả tạo vật Chúa đều nói vinh hiển của Ngài hết. Nhưng cái bọn ngu đấy, thuộc linh thuộc thể thì không nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Trời trong chuyện đó. Mà cái bọn quyền phép, thánh linh, sức giàu, bởi vì chư ta tiên tri mới là vinh hiển cơ. Mà họ bị giặt hết để có mắt kiêu ngạo, là chúng ghét cái bọn đấy, ghét có mắt kiêu ngạo. Amen. Tạo ơn Chúa, Chúng ta làm trong hội thánh của Đức Chúa Trời, của tính thật của Ngài. Hội thánh nên được dạy dỗ đào tạo để lẽ thật của Chúa, để các nguyên tắc giá trị của Chúa trở thành xương, thành thịt, thành bản chất chúng ta, anh chị em ạ. Chúng ta không dạy dỗ để anh chị em có quyền phép đi đuổi của Chúa ta, không. Chúng ta không dạy cái đẹp nhem trả tiền đấy. Chúng ta dạy cái điều cao sang. Vì người cao sang thì mưu cao sang để làm việc cao sang của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời rất là cao sang, nên con cái của Ngài ấy muốn xứng đáng phải làm việc cao sang chứ phải hèn mọn. Amen. Tất nhiên có giai đoạn chúng ta phải làm hèn mọn khi chúng ta ở dưới, ở thấp. Khi chúng ta phải đi thử thách, chúng ta phải hèn mọn, chúng ta phải để cho người ta đạp cổ mình, trèo đầu cưỡi cổ mình. Thì Chúa dẫn chúng ta qua nước qua lửa, đưa chúng ta vào lưới, khiến người khác đè đầu lưới cổ chúng ta. Có lúc giai đoạn đó chúng ta phải chịu nhục nhã để phải yêu cả những người là kẻ thù của mình. Tại vì yêu kẻ thù của mình thì mới được gọi là con của Cha trên trời. Amen. Thế bây giờ ngày hôm nay bao nhiêu sư có yêu kẻ thù mình đâu? Thì làm sao mà họ đòi làm con của Cha trên trời được? Quên đi. Đến nơi rồi họ đang lừa dối nhau. Kẻ thù họ chỉ cầu nguyện để cho chết thôi. Anh chị ạ, chúng ta có thể cầu nguyện cho chết, có thể, nhưng chúng ta cầu nguyện không cho chết thuộc linh, không cho chết linh hồn. Anh chị ạ, chúng ta cầu nguyện như sứ đồ Phao-lô đấy, khi có thẩm quyền của Chúa nói đấy, có thể phó kẻ đó cho cuộc Sa-tan về linh, về thể xác, nhưng linh hồn được cứu trong ngày phán xét của Chúa Trời. Chúng ta biết giá trị của linh hồn mà. Nên có nhiều người đấy, như cái ông gì, ông trộm đóng đinh Chúa Giêsu ấy, thì thân thể phó của Sa-tan chết đấy, nhưng linh hồn được cứu. Thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Nhờ cái chuyện ông bị đóng đinh ở bên thập tự giá bên cạnh Chúa đấy, nhờ cái chuyện đó mà được cứu đấy. Như là ông mà không bị đóng đinh cạnh Chúa Giêsu thì thôi, ông sẽ chết như bao nhiêu kẻ tội nhân khác vậy thôi. Thì ông chết thuộc thể, kiểu như sớm muộn ông sẽ chết thôi, chắc chắn rồi, không thoát nổi. Cộng thêm đến chết thuộc linh đời đời luôn. Nhưng nhờ cái chuyện đấy là ông chết ở sự phán xét của Chúa, chết ở bên cạnh Chúa Giêsu, ông gạt vào Chúa Giêsu, thành ra là thân thể ông bị phó của Sa-tan, nhưng linh hồn được cứu. Tuyệt vời chưa? Nên chúng ta biết giá trị linh hồn. Nên chúng ta cầu nguyện đến thậm chí chúng ta bị ăn đòn, bị đánh, bị đập, bị chặt đầu, bị cắt cổ, chẳng có gì sợ cả. Linh hồn này mới quý này, linh hồn. Nên chúng ta có công nghệ làm người, công nghệ làm với tấm lòng, công nghệ làm với thần linh, công nghệ làm với linh hồn của mình. Amen. Mất linh hồn là mất tất cả mà, xong không đến Chúa được cả. Con người cũ Adam thứ nhất là con người thuộc về xác thịt, nên con người đấy làm sao tính cách của nó là bản chất nó luôn chống trả những gì thuộc về thánh linh, nó thuộc về con người Adam thứ hai. Anh chị ạ, Kinh Thánh nói rõ ràng rồi mà. Vì thế mà Chúa đã phán cho cái giải pháp để có thể thoát được xác thịt là gì? Mặc cái Adam thứ hai. Amen. Chứ mà muốn tái sinh, muốn vào nước thiên đàng, ngươi vào tái sinh. Cái kẻ mà kêu cầu danh Chúa thì phàm ai kêu cầu danh Chúa được cứu, nhưng những ai kêu cầu danh Chúa thì phải tránh điều gian ác. Nên cách duy nhất mà Chúa Giêsu đã chỉ chúng ta rồi là gì? Để khiêm nhường, là bỏ mình đi, vác thập tự giá mình theo Chúa, mặc lấy người mới Adam thứ hai mà Chúa đã tái sinh ra rồi. Amen. Và ý của Đức Chúa Trời ấy, trong Adam thứ hai này nó chống lại ý muốn của xác thịt, mà ý của Chúa trong Adam thứ hai đấy thì bị thế gian nó coi là kiêu ngạo. Anh chị em nhớ nhá, chúng ta này đang bị thế gian nó coi là kiêu ngạo. Anh chị em này, chúng ta đang bị các mục sư giả, bao nhiêu cái kẻ mà chống nghịch thánh linh đang gọi chúng ta là kiêu ngạo. Anh chị em ạ, biết không? Như là thế gian ma quỷ đã từng vu khống và chế nhạo phán xét Chúa Giêsu khi nói Chúa Giêsu là kiêu ngạo, đúng không? Chúa Giêsu đến để biết Ngài là ai, Ngài biết Ngài nói cái gì, Ngài nói bé thật. Thì bọn kia bảo là kiêu ngạo, ngươi có 30 mấy tuổi thôi, ngươi chưa 50 tuổi mà ngươi dám nói là ngươi là ta là, ngươi là cái gì, tổ tiên của chúng ta là Abraham, ngươi được bao 50 tuổi chưa, kiêu ngạo. Rồi ngươi đã phá luật pháp, ngươi phá ngày Sa-bát thì ngươi ABC đủ các thứ. Ừ, ngươi là con người mà ngươi dám nói là con Chúa Trời. Họ chế nhạo Chúa Giêsu, họ khinh bỉ Chúa Giêsu, họ coi Chúa Giêsu là kiêu ngạo. Theo luật pháp, họ lôi ra luật pháp Môi-se bằng chữ đấy. Đúng rồi, ông này kiêu ngạo thật. Thôi vì thế tại sao có thầy tế lễ, những hàng giáo phẩm đấy, lãnh đạo Cơ Đốc đấy, thời bây giờ đấy, thời đấy là thầy tế lễ, thượng phẩm, thầy tế lễ, thầy thông giáo, dạy Kinh Thánh đấy, giết Chúa Giêsu mà cứ gì ạ, cứ tin chắc bẩm là mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu ngày phải nói là cái ngày đấy ngươi đóng đinh cái giết ta, nhưng ngươi cứ tưởng là hầu việc Đức Chúa Trời thôi. Vì sự kiêu ngạo nó cho tưởng nó là đúng, vì thần cảm giả mạo nó tưởng cho làm cho họ tưởng là đúng. Amen. Nên chúng ta đã biết mặc cái Adam thứ hai. Adam thứ hai là người rất khiêm nhường, Adam thứ hai là người mạnh mẽ, chống lại tất cả các ý tưởng vinh hiển của xác thịt. Anh chị em ạ, vì thế mà Adam thứ hai lại càng được ân điển là sự dễ dàng mà Chúa Giêsu ngày ban cho, khác với kẻ kiêu ngạo là Chúa chống lại bọn nó. Amen. Con mắt kẻ kiêu ngạo ấy thì bởi thần cảm giả mạo đấy anh chị em ạ, xa vào thần cảm giả mạo nên nó khiến cho nhiều mục sư lãnh đạo cơ đốc làm sao rơi xuống địa ngục khi họ lìa đời. Amen chị em. Thì thế là nguyên nhân tại sao cái kẻ con mắt kiêu ngạo, tại sao mục sư lãnh đạo đấy cơ đốc lại rơi xuống địa ngục nhiều thế, bởi vì họ con mắt kiêu ngạo. Amen. Con mắt kiêu ngạo là một trong cái điều mà Đức Giê-hô-va Ngài gớm ghiếc, Ngài ghét nên những kẻ đáng gớm. Có tên thứ ba trong danh sách nằm xuống hồ lửa đời là kẻ có con mắt kiêu ngạo. Amen. Bên phần tiếp phần thứ hai là cái gì mà Đức Giê-hô-va Ngài ghét, đó thì lưỡi dối trá. Lưỡi dối trá, lưỡi là gì vậy? Anh chị có lưỡi không? Anh chị biết công dụng của lưỡi, chức năng của lưỡi là gì không? Lưỡi là cái bộ phận quan thể cơ thể của chúng ta, đúng không? Lưỡi có hai vai trò chính quan trọng đây này, anh chị nhớ này. Thứ nhất là vai trò làm sao nhai nuốt thức ăn, đúng không? Không có lưỡi anh chị em không nuốt nổi thức ăn đâu. Lưỡi này nó lùa thức ăn vào anh chị em ạ, nó nhai cho đúng luôn, bằng không cái răng của mình không có lưỡi đấy thì mình cứ nhai thôi, xong nó không chuyển động được. Như là lưỡi như cái đảo này, anh chị em đã từng cái máy nào nó đảo chưa? Đồ anh chị em đảo đấy, cái răng thì nó nhai này nhá, nhưng mà đồ thức ăn đấy, nhưng mà có cái lưỡi này thì nó đảo thức ăn, người ta nhai chỗ này rồi cái lưỡi đảo thì nó mới nhai nghiền được, mới nhanh được, chứ không nhai đến bao giờ mới xong nếu không có lưỡi. Từ lưỡi này sao ạ? Cảm nhận các vị giác, lưỡi và vị giác mà, nên cảm nhận thức ăn đấy, cay, nóng, mặn, chua, ngọt gì đấy để quyết định là ăn hay là không ăn, ăn nhiều hay ăn ít và ăn như thế nào. Từ lưỡi rất quan trọng trong việc gì tiêu hóa, đúng không? Nó chuyển động qua miệng ấy để lùa thức ăn vào cho họ tiêu hóa, để chuyển hóa cái thức ăn ấy thành năng lượng nuôi cơ thể cái người đấy. Đấy là chức năng thứ nhất của nó. Thứ hai là nó chức năng phát âm. Cái người mà lái mạng đấy, mặt trời là khối cầu nở khổng lồ đấy, em cũng chẳng năng nông nốc đấy. Đấy lưỡi họ ngắn đấy, hay nữa sao họ lái ngọc Hà Nội không vội được đâu, họ nói ngọc, lưỡi họ ngắn thôi. Nhiều cái nơi khác họ cứ nói thế, vùng miền đấy cứ nần không nói được vì lưỡi họ ngắn, lưỡi họ bị lời họ bị làm sao đó họ không làm được. Thì cái lưỡi là để phát âm, nên lưỡi giúp định hình các âm tiết của con người anh chị em ạ, giúp cho truyền đạt những cái điều gì mà cái người muốn bày tỏ ra. Lưỡi là để chức năng có hai cái, tiêu hóa và bày tỏ cái gì bên trong ra. Thì cũng vậy thôi, cái lưỡi thực thể như vậy, thì lưỡi thuộc linh cũng vậy thôi. Cái lưỡi dối trá là cái lưỡi hiển nhiên nói cái lưỡi thuộc linh rồi. Thì lưỡi chúng ta có lưỡi thật, ai mà có lưỡi giả, làm gì có lưỡi giả anh chị em? Anh chị em có bao giờ nghe thấy cái tin là người ta là ghép lưỡi không? Tôi chưa nghe thấy ai ghép lưỡi bao giờ cả. Có thể có đấy, nhưng ghép tim, ghép thận, ghép mắt, ghép phổi có thể có, ghép chân, ghép tay có, ghép tai có, ghép mũi có. Nhưng mà ghép phổi thì ghép lưỡi thì ghép lưỡi đấy, cái phẫu thuật lấy của người khác, lấy lưỡi người khác cắt gắn vào lưỡi của mình đấy thì tôi chưa thấy. Hay lưỡi giả, lưỡi nhân tạo tôi chưa thấy, tôi chưa nghe thấy. Có thể có nhưng tôi chưa nghe thấy, tôi chưa từng nghe thấy, cá nhân của tôi. Nên là cái lưỡi dối trá đây là lưỡi thuộc linh chứ không lưỡi thực thể đâu, vì lưỡi chúng ta toàn lưỡi thật hết để lưỡi ra này, thấy không? Thì lưỡi thuộc linh ấy nó giúp chúng ta tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn thuộc linh, làm cho con người thuộc linh chúng ta lớn mạnh đến bậc thành nhân trong đấng Christ. Amen. Tiếp nữa, lưỡi phát âm, thành ra lưỡi nó giúp chúng ta công bố những tinh hoa mà chúng ta tích lũy được con người bên trong này, chúng ta này, được bày tỏ cái lẽ thật đấy, bày tỏ tinh hoa đấy cho thế giới bên ngoài thấy sự vinh hiển Chúa, tức là lẽ thật mà chúng ta được học tinh hoa đấy, để bày tỏ điều gì vào trong lòng chúng ta, để mà Chúa nói rằng sông nước sống trong lòng các người vang ra sự sống, không có cái lời nói chúng ta đấy, vì lời là thần linh. Amen. Lời của người sống của Chúa thì là sự sống, còn lời kẻ chết thì thần linh và sự chết, còn lời Chúa Giêsu và những kẻ mà tái sinh bởi Ngài thì là thần linh và sự sống, vậy thôi. Nên lưỡi dối trá nó nguy hiểm thế nào anh chị em? Lưỡi dối trá nó sẽ cản trở việc tiếp đón những đồ ăn thuộc linh quý báu anh chị ạ, vì lưỡi nó cảm nhận thức ăn có ăn hay không, sau đến lúc nhai nữa, sau đúng nó cũng lùa thức ăn không. Thì lưỡi dối trá đấy nó sẽ cản trở, nó không cho cái thức ăn thuộc linh nó có thể vào được người ta, nó nhổ ra ngay lúc đầu, hoặc có nhai ấy, thì cũng không tiêu hóa được, nó không nuốt nữa, nó nhổ ra ngoài. Thành ra làm cho cái kẻ mà có lưỡi dối trá làm sao ạ, hoặc là thành loài chó, là loài coi thường đồ ăn thánh như Chúa Giêsu nói. hoặc là trở thành loài heo, là cái loài gì đó sẽ là ngọc trai của Đức Chúa Trời. Nên vì thế mà khi chúng ta có ngọc trai, có được ánh thánh ấy, chúng ta nhìn thấy ngay loài chó và loài heo. Khi những kẻ mà nó chỉ trích công kích chúng ta đã thật đấy, nó không hề nếu chỉ trích tôi là ôi tôi xấu trai thế nhỉ, tóc thì là xấu thế này, mặc áo thì bẩn thế này, đi đôi giày này, chân thì vòng khiềng thế này, ôi nói thì nói ngọng, ôi thì mắt xấu, mũi xấu, tai xấu. Cái chuyện nó nói cá nhân tôi không sao cả, nhưng khi họ lại để công kích về cái lẽ thật mà Chúa đang qua tôi để giảng dạy này, là không công kích tôi nữa rồi, họ công kích Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, cái lưỡi dối trá đấy nó công kích Đức Chúa Trời, nó công kích cái đồ ăn mà Đức Chúa Trời đang qua mua miệng tôi để ban phát cho nhân loại, ban phát cho người hồng Chúa, ban phát cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ đang công kích cái đấy, họ không công kích tôi. Anh chị em, tôi biết là tôi không phải tôi nữa, mà là Đức Chúa Trời đang sống trong tôi và đang dạy anh chị em qua tôi, dạy hội thánh của Chúa qua tôi. Nên là họ trở thành cái kẻ mà loài chó coi thường Đức Thánh, trở thành loài heo dày đặc ngọc trai của Chúa. Và thư thứ hai của Phi-e-rơ đoạn 2 có nói đấy, những kẻ đó nó chê bai những điều mình không biết, rồi sau đó chết như những con vật. Kinh Thánh nó rõ ràng rồi, kinh lắm. Nên sự lừa, cái lưỡi dối trá nguy hiểm ấy, nó lừa chính chủ nhân của nó luôn. Thần cảm giả mạo đấy, nguy hiểm không? Cái con thần cảm giả mạo nó cực kỳ kinh khủng. Thần cảm giả mạo nó lừa Sa-tăng, nó lừa chính nó lúc đầu tiên đấy. Tội lỗi ban đầu nó không phải từ Adam Eva đâu nhé, tội lỗi ban đầu từ lúc mà Lucifer phạm tội. Amen. Sau đến cuối cùng ấy, là nó lừa tiếp cả những ai làm thứ nhất ở trong cung quốc cả năm nữa, sau đó cuối cùng cả năm nữa. Để lưỡi dối trá nó giết chính chủ nó luôn, anh chị em ạ. Khi nó không tiếp nhận những cái sự tinh hoa mầu nhiệm của Đức Trời, anh chị em ạ. Nên lưỡi dối trá nó để cho người ta đi tìm kiếm cái gì không? Tìm kiếm thức ăn rẻ tiền, thức ăn đẻo cáng, thức ăn giả, ăn rơm rác, ăn phân, ăn đồ xú uế, ăn đồ thừa, đồ thải, đồ ăn đã quá hạn, đồ ăn hỏng, thậm chí đồ ăn có độc nữa. Từ lưỡi trái nó không phân biệt mà nó ăn hết đồ ăn tạp, ăn bẩn. Đấy, cái lưỡi dối trá nguy hiểm lắm. Đặc biệt là các mục sư đấy, lưỡi dối trá nguy hiểm lắm, bởi vì họ cần ăn thân tốt cho họ cho tốt này, thành thịt họ này, họ xé thịt họ ra để dâng cho con cái của họ, dâng cho các anh chị em mà họ đang nuôi. Như Chúa Giêsu đấy, ngài xé thịt ngài ra cho con của Chúa ăn. Thì chúng ta, các mục sư thật đấy, các lãnh đạo thật đấy, ăn lời Chúa để từ lời Chúa thành thịt của mình, xong mình xé thịt ra mớm cho họ ăn. Amen. Cái lưỡi dối trá của các mục sư lãnh đạo cơ đốc ấy thì sao? Toàn ăn đồ ăn bẩn, quyền phép, đuổi quỷ, trừ tà, chứng trị các thứ đó, lẽ thật không có, hay chỉ có một tí lẽ thật, nhưng sau đó pha đồ giả vào đấy, một đống vào đấy, vậy thôi. Thế là đồ ăn độc thôi, đã ăn đồ ăn độc rồi thì phát ngôn ra cũng toàn đồ ăn độc cả, cầu nguyện cũng toàn đồ độc hại cả, các trò phù thủy, phù thuật đấy, còn phù phép đủ các thứ ấy, dưới tất cả các chiêu bài nào là hành động đức tin nào đủ các thứ ấy, giả dối hết đấy chị ạ. Nhìn hết trong lẽ thật của lời Chúa ấy, lộ hết ra, lẽ thật của Chúa sự sáng mà lộ bung hết ra luôn, cái sự tối tăm nó lộ hết ra luôn, dễ phân biệt lắm anh chị em ạ. Trong lẽ thật đấy, chúng ta học lẽ thật đấy, anh chị em cái người chưa học thần học truyền thống bao giờ nhé, vào đây một thời gian thôi anh chị em phân biệt ngay. Anh chị nhìn thấy những sự giả dối trong các mục sư, trong các lãnh đạo cơ đốc, trong các tiến sĩ thần học, nhìn thấy sự giả dối của họ ngay, anh chị em ạ. Bởi vì sao? Họ ăn những thức ăn giả dối, họ ăn lưỡi dối trá, họ ăn thức ăn dối trá, rồi cuối cùng họ phun ra những lời dối trá. Amen. Ghê tởm anh chị em ạ. Tại sao Chúa ghét như vậy đấy? Bởi vì họ không giết họ đâu, mà họ giết luôn cả những người nghe họ nữa. Nên đây lời cảnh tỉnh của Đức Chúa Trời đến trên các lãnh đạo cơ đốc, đến trên mục sư, đến sự đau xót của Đức Chúa Trời, anh chị em hãy tiếp nhận điều đó. Tôi nói đầy dẫy trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Amen. Châm ngôn đoạn 12 câu 19 nói thế này: môi chân thật được bền đỗ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ có một lúc mà thôi. Lưỡi giả dối, anh chị em, lừa người ta một lát thôi, lừa được người ta một chút thôi, sau đó mau chóng lộ nguyên hình là kẻ gian ác, anh chị em ạ. Thí dụ như nhà cầm quyền cộng sản, đúng không? Nó nói dối, là chính quyền của dân, do dân, vì dân chẳng hạn, nhưng nó sự nói dối. Cái thời mà không biết thì dối trá, bao thế hệ bị lừa, xong rồi lộ nguyên hình ra là kẻ độc tài toàn trị. Thì sao? Hoặc là nó sẽ kiểm soát, thống trị nạn nhân của nó, nếu nó thành công trong việc mà nó nắm được chính quyền, nó nắm được thì quyền lực, thì nó sẽ thống trị cái dân mà nó bắt nạt được, là nạn nhân của nó đấy. Hoặc là sao? Khi lộ nguyên hình kẻ gian ác thì sao anh chị em? Alo, bỏ chạy, ẩn tên, sợ đối mặt chúng ta, như hội anh em phản loạn đấy, cái hội mục sư phản loạn đấy, làm sự phản loạn ô uế trong hội thánh, trong nhà của Chúa, trong trường đại học tổng hợp thần của trời của hội thánh, sự thương xót Thiên Chúa của Chúa ở nơi chúng ta đấy. Khi mà lưỡi dối trá xuất hiện ra thôi, lưỡi dối trá nó không được bền đỗ mà thôi, nộ theo người đình cứ bỏ chạy hết, hay vì phải gặp chúng ta có gọi lại người họ cũng bỏ chạy hết, không dám đối diện. Nhưng mà ra thì còn nói bậy, nói dịch ra đủ các thứ, còn chúng ta công bố, chúng ta gọi họ đủ hết, làm theo cách của Chúa thôi, gọi họ là như lời Chúa nói trong Matthew đoạn 18 đấy, nếu có tình nghịch thì hãy nói chuyện với người ta đi, nếu họ không muốn nào mời hội thánh, tìm những người mà có 2-3 người trong hội thánh mà những người gọi là hiểu biết lời Chúa đấy, những người mà yêu mến Chúa đấy để nhân chứng. Không có đưa ra hội thánh thì không có, cho dân ngoại theo trật tự của Chúa cả, nếu không có chuyện mà đi bêu xíu đủ các thứ đâu. Nên chúng tôi tự nói rồi, ai mà chống lại tôi, ok, cứ chuẩn bị hết tất cả các lời kiện tụng của anh ấy, đưa lên kiện trai, kiện ông mục, ông sứ đồ, trưởng Sunday Adoration, ông có quyền chốt tôi, phế tôi, làm đi. Còn cái hội kia nó không có thẩm quyền thuộc linh nên nó chẳng sợ ai cả, nó chẳng sợ phạt, nó bảo Chúa phạt nhưng mà Chúa, cái sự phạt Chúa không đến ngay lập tức. Nên sách truyền đạo có nói đấy, bởi sự sửa phạt không đến ngay lập tức nên con cái này người tiếp tục phạm tội, vì Chúa lòng thương xót, Chúa đợi cho người ta được ăn năn để không được ở chết mất mà. Nên họ cứ tưởng thế là thế là phạm được, phạm không chết được, thế thì cứ phạm tiếp. Cũng như ở ông bà gì đấy, ông bà Adam Eva đấy, họ phạm họ chết ngay thôi, họ gần 1.000 năm sau họ mới chết đấy, hơn 900 năm sau họ mới chết, đúng không? 1.000 năm trước mặt Chúa như một ngày mà họ chết ngày đầu tiên, tôi chưa đến 1.000 tuổi họ chết rồi. Lời Chúa rất là hiệu nghiệm, trong cái thời gian đấy họ sống, họ chúng ta vẫn sống đấy chứ, chúng ta còn đẻ con chứ, hay nhỉ. Họ vẫn chưa trải nghiệm được thế nào tội lỗi, nhưng khi bắt đầu hết cái đời đấy, bắt đầu xứng địa ngục, wow, bắt đầu mới thấy kinh, bắt đầu mới hiểu thế nào là sự chết. Từ lúc đấy con người đã trải qua sự chết bao giờ đâu, chưa ai trải qua sự chết, chưa ai xuống địa ngục bao giờ cả, chưa biết thế nào địa ngục cả. Nhưng cái kẻ mà lưỡi dối trá nó lừa được một lúc thôi, sau đó là nó lộ nguyên hình như thế, thì chúng ta nói hoặc là nó cai trị nạn nhân, hoặc là nó bỏ chạy. Nếu như nó biết là nó không thắng được nạn nhân nữa rồi. Nhưng tiếp đó không sao, cái lưới dối trá đấy sẽ tiếp tục, họ gieo trong sự dối trá, họ tiếp tục ăn cái bông trái đi, bông trái sự dối trá, họ gieo được gì họ nhận điều đấy, anh chị em ạ. Họ ăn chính cái điều họ lừa dối, họ nói dối thì họ sẽ nhận chính hậu quả của chuyện đó, anh chị em ạ. Nhưng điều giả dối họ nói ra đấy, họ sẽ nhận một cách no nê thừa thải. Và điều kinh khủng nhất mà họ nhận được là gì anh chị biết không? Mất linh hồn. Đấy, mất linh hồn mới đầu kinh khiếp đối với họ. Châm ngôn đoạn 18 có nói đấy, bụng người sẽ được no nên bụng trái của miệng mình, huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ, sống chết ở lưỡi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó, cái lưỡi đấy sẽ ăn bụng trái của nó. Thấy chưa? Thành ra họ nói dối trá, họ nhận được đầy dẫy hậu quả luôn. Và đặc biệt kinh khủng nhất đó là mất linh hồn của mình. Không thiếu những mục sư và lãnh đạo cơ đốc có lỗi dối trá, họ cố tình làm dối, làm chứng dối cho người khác để người ta vào đạo của mình. Đạo tôi tốt lắm, hội của tôi tốt lắm, hội hay lắm, yêu thương lắm, đến mọi người chơi nhé, đến cô gái làm chứng nhé, này có chuyện này, ok, làm chứng tốt thì đúng, nhưng làm chứng là chứng dối, anh chị ạ. Họ cố liều như Chúa Giêsu nói đấy, các ngươi đi khắp ở trên bộ dưới thuyền đấy để mà rủ người ta vào đạo của mình, sau đó khi vào trong đạo mình các ngươi làm cho họ khốn lại, đúng không? Thì người đi cùng gấp 2 lần nữa, kinh khủng luôn đấy. Và nhiều cơ đốc nhân, nhiều mục sư, nhiều lãnh đạo, anh chị em biết không, họ dùng các chiêu trò lừa đảo thuộc linh, anh chị em ạ. Alo, anh em nhớ đây này, lưỡi dối trá đấy, họ dùng chiêu trò lừa đảo thuộc linh, họ dùng các chiêu trò thao túng tâm lý, thôi miên như các nhà ngoại cảm đấy. Ví dụ trong cái buổi thờ của Chúa, tắt đèn, đèn sụp sóng, cái nguyên tắc người ở thế gian họ biết nguyên tắc thôi miên mà. Để ánh sáng tắt đèn đi, xong ánh sáng cứ đinh rồi hát hallelujah đấy, cứ giai điệu như thế đấy thì người ta rất thông minh lắm, nói thì là thông minh. Nếu mà họ chỉ cần hiểu về tâm lý, thao túng tâm lý thôi, đấy cái chiêu thao túng tâm lý mà của kẻ muốn kiểm soát người khác đấy, đấy cái chiêu ấy rồi mà không. Nhưng mà rất tiếc đấy, họ không hiểu, họ không chịu đọc thế gian, ở trong thế gian nó dạy cái chiêu như thế nào. Các chiêu là xuất thần, chiêu gọi hồn, chiêu ngoại cảm, chiêu gọi là ngồi thiền, yoga, ngoại cảm, đủ các thứ. Họ không chịu học, thế là sao? Họ làm lại đúng như thế. Anh chị ạ, Nhưng chỉ có cái là dưới danh của Chúa thôi. Và họ cứ tưởng thế là Chúa là vinh hiển. Nguy hiểm anh chị em, cái lưới dối trá nó nguy hiểm lắm. Trước đây họ là những người mà ở trong thế gian thì họ là hay đi xem bói, hiểu không? Xem bói tay, chỉ tay, bói tử vi, xương số ABC đấy. Thì bây giờ làm sao? Vào trong gọi đạo chú của họ đấy. Không biết. Tiên tri, tôi có chữ tiên tri. Tiên tri biết điều, tiên tri đẻo, tiên tri thối, tiên tri không phải tiên tri của Chúa. Và tiên tri nói là hôm nay anh sẽ ăn này này, ngày mai anh thế này này. À, anh hôm qua này mặc quần màu đỏ này. À, trong túi anh này có $200 này, toàn tiền $50 này, 4 tờ $50 này. Tiên tri kiểu đấy đấy. Tiên tri kiểu xe bói kiểu. Nó chỉ là hình thức xe bói thôi mà. Nó không phải tiên tri của Đức Chúa Trời. Tiên tri của Chúa Trời nói khác hẳn để mà thay đổi cái vận mệnh của đời sống con người dân tộc này, chưa? Thay đổi để thay tiên tri của Chúa để chỉ người ta đến với Đức Chúa Trời, để mặc lấy bản tính của Chúa, để sống mặc bản tính của Chúa, hoạch định ra các kế hoạch của Chúa cho đời sống của họ. Tiên tri mà. Tiên tri của Chúa là phải làm công việc của Chúa, và công việc của Chúa lớn nhất đó là làm cho con người. Mà con người là chính họ là đầu tiên đã. Nếu tiên tri của Chúa cho họ thì họ phải làm cho họ là con người của Chúa, theo cái bản thiết kế của Chúa. Nếu tiên tri của Chúa phải chỉ ra bản thiết kế của Đức Chúa Trời cho họ thì mới tiên tri của Chúa. Còn lại là các bọn theo bói, anh chị em ạ, tôi quyền phép nữa. Thì bọn ma quỷ nó có quyền phép, quỷ Satan nó có quyền phép, nó cho con thú quyền phép, cho con thú sức mạnh, cho con thú năng lực, cho con thú ngôi, cho con thú đủ cái thứ mà phép lạ mà để làm mà. Amen. Thì cái hội theo đạo quỷ đó nó có quyền phép mà. Ví dụ quyền phép gì biết không? Nhấc mình lên bay không trung, anh chị em ạ. Rồi quyền phép của quỷ Satan biết làm gì anh chị em? Hồi quỷ Satan ấy, gồng mình lên này, người ta bắn đạn, bắn súng vào đó, bắn cả băng đạn mà người ấy không chết, anh chị em ạ. Rồi quyền phép thi thố nó xuất thần ra, nó đi bóp cổ, nó giết người ở những cái thành phố khác, cái bang khác, tiểu bang khác hoặc là đất nước khác. Nó làm được thế, nó làm được mà. Hồi quỷ Satan đấy, quyền phép đấy. Đến phép lạ chữa lành cũng thế thôi, không có gì đâu. Đây kẻ các chữa lành, chiêu trò các thứ, các phép thuật các ngồi thôi miên cũng được chữa lành anh chị em ạ. Hồi xưa tôi ở bên Ukraine chẳng hạn đấy, có cái dịch, có những người mà thôi miên đấy, nhà ngoại cảm đấy, họ thôi miên có bao nhiêu người đến chữa lành hết, hầu như chữa lành hết. Cứ đến cái chỗ về ông làm thôi miên phát rồi mọi người ngã ra phát rồi tí dậy hết rồi đi xe lăn tí kia rồi cảm ơn ông tôi chữa lành hết rồi, đi xe lăn bỏ lạng bỏ gậy đi chạy lòng hàng luôn. Nên thành ra là khi mà những cái kiểu chữa lành mà những cái talk show của các nhà truyền giáo đi xong chữa lành đấy thì người ta nghĩ là nó cũng như là kia, chỉ có một cái là dành của Chúa vậy thôi. Nhưng mà sau đó những người này họ tiếp tục họ về là bệnh thế, vì họ không thể được sống, họ tiếp tục bệnh, còn bệnh nặng hơn nữa. Thực sự như vậy, vì tôi ở trong hội thánh, tôi biết những người trong hội thánh sau những đợt mà trừ tà đuổi quỷ phép lạ đối với người trong mà nhân danh Chúa đấy, họ về một thời gian họ nặng hơn nữa, sau họ chết, anh chị em. Vì họ không thay đổi sống họ, tính cách họ không thay đổi, họ tiếp tục sống trong tội lỗi, tiếp tục sống trong sự hận thù, sự thờ thần tượng, sự mà phép lạ, thay vì tập trung vào lời Chúa để thay đổi đời sống mình thì họ tập trung vào phép lạ, đôi quỷ trừ tà, họ chết như kẻ không biết gì cả. Đấy nên những không thiếu những lãnh đạo của sư Cơ Đốc ngày nay như vậy. Rồi họ dùng chiêu đó, họ dụ dỗ những kẻ ngây dại mà mê tín dị đoan anh chị em ạ. Nó đi dỉ tai, nói xấu những người lãnh đạo của Chúa, nói xấu những người mà sứ đồ tiên tri thật của Chúa, nói xấu những người mà đang giao giảng và sứ mạng tin lành Đức Trời. Vì họ ma quỷ nó sợ nhất tin lành Đức Trời, tin lành Đức Trời là giải pháp duy nhất của Đức Trời, để là vì Chúa Giêsu đến thế gian để giảng tin lành Đức Trời, mà tin lành Đức Trời của Chúa là giải pháp duy nhất để chữa, để tất cả cái định giải quyết hết. Nó sợ nhất tin lành Đức Trời, tin cứu độ, tin giải phóng, tin lành chữa lành, tin lành quyền phép nó không sợ. Vậy nó trên hết tất cả các loại tin lành đấy, nó chỉ dưới tin lành Đức Trời rồi. Amen. Và những kẻ có lưỡi dối trá là công sư giáo sư đấy, các lãnh đạo đấy, thì họ chê bai những lời của dạy của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ. Đặc biệt là họ đang chê bai chính cái bài giảng này của Chúa cho chúng ta này, anh chị em này, ở đâu họ chê bai này. Họ nghe bài này họ chê bai này, họ thậm chí họ không thường nghe, họ chỉ nghe tiêu đề thôi, họ bảo cái thằng này nó là cái gì đó, cái ông mục sư này ABC nó không thường nghe luôn, nó chê bai luôn anh chị em ạ. Và xảy đến cho họ như lời Chúa trong Kinh Thánh, thứ nhất là 2 Phi-e-rơ đoạn 2, chết như con vật mà không biết làm gì cả. Rồi tiếp theo nữa ở trong Thi Thiên đoạn 50 có nói thế này: nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng, nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta. Tới kẻ ác đấy, kẻ có lời đối trái cái mục sư lãnh đạo Cơ Đốc đấy, chứ mà nhân sao mà ngươi dạy luật của ta hả? Ngươi có đủ tư cách để dạy luật ta không? Thì họ đang dạy lời Chúa mà. Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước của ta hả? Người nói về giao ước trong huyết Chúa Giêsu, về giao ước của ta, Thế ngươi đã làm không? Ngươi đang sỉ nhục giáo ước của ta. Ngươi có mặc đây Adam thứ hai không? Mặc dù hiểu Adam thứ nhất là phạm tội, ngã, nhưng ngươi cũng vươn tới Adam thứ hai không? Mà ta chết cho Adam thứ hai. Cái giáo ước của ta là giáo ước mới. Giáo ước mới này để cho ngươi mặc đây Adam thứ hai. Vì ta là Adam thứ hai, ta đến để cho ngươi giống ta. Mà ngươi vì cớ gì ngươi nói giáo ước ta? Mà ngươi không làm giáo ước đấy. Ngươi nói dối. Đấy, nói dối trá, nói dối trá nó nói dối. Nó không biết gì đâu. Thật ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. Đó, khi Chúa nói thằng mục sư này thằng tử Ukraine mà nó là tị nạn chính trị, tị nạn kinh tế mà nó là phản động, không nghe nó bỏ sau lưng hết tất cả lời dạy phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm bèn ưng lòng hiệp với họ. Khi ăn trộm các tài lương, ăn trộm phần 10 của Chúa, ăn trộm tiền của Chúa, ăn trộm các lời hứa nói Chúa ơi con dâng cho Ngài, dâng cho Ngài, ăn trộm hết. Con dâng đời sống cho Ngài, có dâng đâu, dâng nhà thờ cho Ngài, có dâng đâu, ăn trộm. Thế ưng lòng hiệp họ đấy, những mục sư đấy, ví dụ những cái kẻ mà gọi là anh em giả dối, mà con của chúng ta đấy, mà tôi con đang hư đốn đấy anh chị ạ, nhưng vẫn là con của tôi thôi, tôi sinh ra họ mà, vẫn là con của tôi, họ hư đốn như tất cả con người đấy, sinh ra Chúa Đức Chúa Trời dựng lên mà, thì vẫn có được con hư đốn, hư mất, nên tôi cũng vậy thôi, Đức Chúa Trời con hư đốn thì cũng chỉ là tôi. Amen. Chúng tôi vẫn có đứa con hư đốn thế. Những đứa con hư đốn đấy khi đi họ mồm họ dâng cho Chúa, dâng cho Chúa. Thế mình đến đất Mỹ là mình thấy họ nói dối. Chúa thì bây giờ đến đúng giờ không đúng. Giao trách nhiệm đơn giản này mình dạy dỗ từng ly từng tí một cũng không làm. Thế thì vì nói dối như thế này. Nhưng mà khi họ bỏ mình đi đấy, họ bỏ hội thánh Chúa đi, họ bỏ Chúa đi đấy, họ đến những cái mục sư gian dối đấy, thì mục sư gian dối hiệp lòng cùng với họ để nghe sự gian dối của kẻ đợi gian ác đó. Đấy, bởi các mục sư này mục sư gian ác, mục sư con lưỡi dối trá, nên là nữ trá là trâu bò gặp nhau, ngưu thì ngưu, mã thì mão mà gặp nhau. Tiếp nữa, ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. Đấy, kẻ ngoại tình đấy, nó không chỉ là ngoại tình về mặt mà ăn nằm ở vợ, ăn với vợ người khác, chồng người khác đâu, mà ăn nằm thế gian. Thế gian họ là Kinh Thánh nói rằng là đã dâng họ như người chị nữ tinh sạch cho Đức Chúa Trời, dâng họ như là cho một chồng mà thôi, thì họ ngoại tình với quỷ ma môn, quỷ tôn giáo, quỷ thần cả giả mạo, con thú, bày đầu mười sừng, quỷ sa tăng, quỷ phép lạ, dấu kỳ, quỷ tiên tri giả, quỷ đủ các thứ đấy, họ ngoại tình với các thứ, họ chưa cần cái ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình theo dệt sự dối gạt. Từ lưỡi họ, Chúa cho họ microphone, cho họ được đứng trên cổng giảng, thì họ buông lời của ta, họ nói dối, dối gạt. Ôi, mục sư đừng có tin, một phạm tội đấy, đừng có bằng đấy, đến đi xe loại thế kia, đến cầu đi sẽ biết, đủ có thứ, tao nói dối rồi. Xong rồi tôi đến, tôi biết là, tôi nhìn thấy họ phạm tội mà, tôi thấy mà. Nó dối trá, nói như thật thôi. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai mẹ ngươi, thấy chưa? Ngươi ngồi nói chuyện anh em của mình. Anh em của mình là người sinh ra trong hội thánh của Chúa đấy, anh chị em ạ. Sinh ra cùng trong một mẹ đấy, Jerusalem trên trời đấy, hội thánh của Chúa đấy. Chúng ta sinh họ ra đấy, thì họ là che con lại, cái thằng đó, cái thằng kia. Nên khi mà tôi tới, lúc mà tôi đến đấy, tôi thấy những anh em có đôi dối trá đấy, họ cứ khen khét nhau, kiểu thế này thì hỏng rồi, đạo binh đặc nhiệm của Chúa Trời mà thế này, nên thành ra người đấy cứ suốt ngày dọa dẫm tôi là thôi bỏ đặc nhiệm, không học nữa, thôi dẹp, không học đặc nhiệm thế. Lưỡi dối trá, họ nói thì trong lòng họ đầy những dối trá, nên lưỡi dối trá nó bỏ luôn. Nó cứ suốt ngày dọa là bỏ học, không đến nội thánh nữa, không nghe mục sư nữa. Thế sau đó lưỡi dối trá đến những nơi mục sư dối trá, thì mục sư có lưỡi dối trá đấy mắc phải lưỡi dối trá bây giờ châu mà móc vào nhau và trở nên chống lại đức thánh mình của Chúa Trời và dèm chê con trai mẹ ngươi. Đấy, đó là điều ngươi đã làm, còn ta nghĩ lại. Chúa đã cảnh cáo cái mục sư giả đấy, ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu được chăng. Chúa cảnh cáo các mục sư gian ác đấy trong tay Chúa Jesus Christ để tiếp nhận lời này, kẻo Đức Chúa Trời phải xé xác người ta trong tay Chúa Jesus Christ. Chúng ta cầu nguyện sự phán xét Chúa khởi từ nhà Chúa, khởi từ chính chúng ta, khởi từ các vị mục sư lãnh đạo, đặc biệt các vị mục sư lãnh đạo là gian ác chống lại chúng ta, khởi sự từ đó. Bởi vì là cái sự phán xét của Chúa mà đến cho chúng ta đấy, thì bất kể những người nào dính vào chúng ta đấy đều ăn sự phán xét hết, anh chị ạ. Amen. Kẻ tiếp nhận chúng ta cũng như kẻ nói xấu chúng ta đều ăn sự phán xét của Chúa Trời. Nhưng kẻ tiếp nhận chúng ta thì họ có thuốc giải độc, mặc cái con người mới. Bởi cả tiếp nhận chúng ta thì chúng ta có công nghệ làm người mà, thì họ tiếp nhận được cái đấy. Đến khi sự phán xét của Chúa đến chúng ta dính vào họ đấy, thì chúng ta cũng có thuốc giải độc cho họ luôn. thì họ thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời. Mặc đến con người mới của Chúa. Còn cái kẻ mà nói xấu chúng ta đấy thì là họ không có thuốc giải độc, anh chị em ạ. Họ không tiếp nhận chúng ta mà, nên chúng ta có thuốc giải độc, chúng ta là câu trả lời của Thượng Đế cho họ, cho thế hệ Cơ Đốc, thì họ không tiếp nhận đấy, thì họ tiếp tục sống như tội lỗi của mình, sống trong Adam thứ nhất và chết hư mất vậy rồi. Lưỡi thì là để nói ra lời, đúng không? Mà chúng ta biết rồi, lời chính là bản chất của con người. Amen. Như Chúa Giêsu là ngôi lời, Đức Chúa là ngôi lời, mà ngôi lời chính là bản chất của Chúa, mà Chúa dựng chúng ta giống Đức Chúa Trời. Thành ra lưỡi nói ra là chúng ta như vậy đấy. Lưỡi chúng ta nói ra thì chúng ta như thế. Lòng đầy dẫy miệng nói ra, Chúa nói vậy rồi mà. Nguyên tắc thôi, không có chuyện lung tung đâu. Vì thế mà bao nhiêu mục sư mà khi tôi nói chuyện lưỡi trá, họ toàn nói bậy nữa bạn thôi. Họ toàn nói chuyện hiếu, chuyện huyễn đâu rồi. Đùa cợt nhả, đủ các thứ vớ vào vớ vẩn đấy. Mà tôi hỏi thế mục sư cái gì mà cứ nói tục tĩu thế này. Mục sư mà cứ nói người nọ thằng nọ con kia thôi. Nó là ông công an, ông trộm, ông cộng sản, ông công an, ông an ninh cộng sản, trong mấy thằng an ninh thằng cộng sản. Rồi ông Trọng, ông tổng bí thư của đảng, băng cướp đảng cộng sản, nhưng vẫn là ông Trọng, chứ không phải là thằng Trọng lú. Không thể nói mất dạy như vậy được. Amen. Hoặc là con người, không phải là định lưỡi dối trá, toàn nói coi thường người ta thôi, đủ các thứ. Nó nói mình ở giữa chỗ đám mục sư, sao lại nói dối trá thế, coi thường người khác, gọi người khác là thằng là con. Trong lòng họ, vì lời Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 17 có nói đấy, lòng lưỡi dối trá, lưỡi người là dối trá thì bản chất người là dối trá, bởi lưỡi là nó nói thì trong lòng người ta mà, và lời Chúa khẳng định điều đó rồi. Lời Chúa nói rằng lòng người ta là dối trá và rất xấu xa, xấu hơn tất cả các vật khác nữa, kinh chưa? Tức là những con súc vật nó còn lòng của nó còn tốt hơn lòng con người, mình hiểu. Con súc vật, con súc vật hoang dại mà hay ăn thịt đồng loại, ăn thịt con loại con khác đấy, con rắn chẳng hạn hay con gì đấy, nó còn tốt gấp vạn lần con người. Adam thứ nhất. Vì Chúa nói khẳng định được lòng người là xấu xa, xấu hơn tất cả các vật khác. Vì nó giết linh hồn của nó giết linh hồn của bao nhiêu người, giết linh hồn nhá. Những con súc vật kia nó chỉ giết thể xác của nhau thôi, nó không làm gì linh hồn của nhau cả. Nhưng mà những cái kẻ là con người thì giết linh hồn của mình, của nhau, làm công cụ trong tay ma quỷ để mà giết linh hồn của nhau, còn nguy hiểm hơn nữa cơ. Nên vì thế Chúa bảo là lòng người là xấu xa, độc ác mà. Gia-cơ đoạn 3 nói thế này: hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thể được vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình đến người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình, chúng ta tra hàm thiếp vào miệng ngựa cho chúng nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu dầu có lớn mấy mặc lòng và bị gió mạnh đưa đi thầy kệ, nhưng bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bác nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà chỉ một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan hệ chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy các loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều chinh phục được và đã bị loài người chinh phục rồi, nhưng cái lưỡi không ai chinh phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy rẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi ấy chúng ta ngợi khen Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rùa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đồng một miệng mà ra cả ngợi khen và rùa xả. Thôi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Thôi anh em, cây vàng có ra trái olive được, cây nho có ra trái vải được chăng? Mạch lưỡi mặn cũng không thể chảy ra được nước ngọt nữa. Lưỡi đấy, Chúa bảo tất cả thứ chinh phục hết, các quỷ chinh phục hết, nhưng con người cũ Adam thứ nhất ấy, không chinh phục được. Nên cái công nghệ làm người Chúa ban chúng ta để chinh phục Adam thứ nhất, anh chị em ạ. Chứ đừng phải trị các quỷ trẻ con cũng trị được ạ. Cái ba độ tuổi thuộc linh đấy, độ tuổi con bé mọn đã diệt được quỷ rồi. Tại vì độ tuổi thứ hai là độ tuổi thanh niên đấy, trai trẻ đấy, thì Chúa ta viết cho các con, bởi vì con đã thắng được ma quỷ, đã thắng rồi, họ là người đã thắng rồi. Còn ở họ thắng ở trong cái giai đoạn họ là con bé mọn. Tức ma quỷ nó không là cái gì cả, vì ma quỷ đã bị thua rồi. Chúa Giêsu đã dùng thập tự giá chiến thắng ma quỷ và nộp ra tỏ tường giữa trời và đất, giữa thiên hạ rồi. Amen. Nên các lưỡi dối trá đấy thì vẫn tiếp tục đánh nhau ma quỷ. Alo, anh chị em ơi, các lưỡi dối trá tiếp tục đánh nhau. Mà thực sự lưỡi thân thật đấy đánh nhau, nhưng đánh nhau kiểu khác, anh chị em ạ. Đánh nhau, chúng ta đánh nhau theo kiểu chúng ta hủy diệt nó để mà công cụ mà vào để giải rác. Anh chị hiểu ý không? Chứ mà đánh nhau để mà giằng giật, để cãi cọ nhau đâu, không phải. Xong rồi mày là ai, mày tên là gì, tại sao mày vào người này, không phải ngu dại thế đâu. Giữa đánh nhau kiểu khác, đánh nhau theo kiểu mà vào để giải ra vũ khí, tại vì cái án phạt đã đến cho ma quỷ rồi mà, bởi sự chết và sống lại Chúa Giêsu rồi. Amen. Ngày nộp ta tỏ tường, thiên hạ trời đất biết hết rồi, thế mà cái lưỡi dối trá của một sự lãnh đạo không biết điều đó. Họ tiếp tục rủ con cái Chúa đánh nhau ma quỷ để sao? Để họ dễ bề lừa dối cơ đốc nhân, lừa dối con cái Chúa. Họ cũng có quyền phép đấy, để cho họ thường để mọi người thần tượng họ đấy, là đấy chỉ có tôi quyền phép, anh mà ra khỏi cái này anh chết đấy. Anh mau chóng phải đến với tôi mới có quyền phép để tôi đuổi quỷ cho anh, mà đuổi quỷ, anh mà có quỷ hãy để tôi cầu nguyện cho. Đấy, họ làm như thế để tạo ra sự phụ thuộc anh chị ạ, của người khác vào họ, họ mới dễ bề kiểm soát. Thì lúc đấy thôi, tiền bạc tài sản nhà cửa các thứ, vợ chồng con cái đưa hết đây cho tiêu, năng lượng thức khỏe thời gian đưa hết đây cho dùng. Đấy, sự gian ác không sư đấy chị em ạ, lưỡi dưới trán ra chú ghét như vậy. Nên chú nói cái lưỡi đấy là vật dữ, lưỡi đấy là cái lưỡi là độc nhất trong tất cả các phần chi thể con người anh chị em ạ. Nó chỉ còn muốn nhảy phát thôi, nó lái cả cái tàu to bay hết luôn. Một cái lưỡi thôi nó đốt cháy hết tất cả các thứ luôn. Kinh Thánh nói cái lưỡi làm sao nó bị đốt trong địa ngục rồi, thấy chưa? Nên cái lưỡi dối trá là bị đốt trong địa ngục rồi. Nên các mục sư ấy, Chúa đã định sẵn, cái mục sư dạ có lưỡi dối trá đã bị định sẵn trong địa ngục rồi. Amen. Nên kẻ nào có nói chỗ nào nói mục sư không vô địa ngục, thật là ngu dại. Tôi hỏi cái chỗ nào nói là anh có tên trong Kinh Thánh? Trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng có tên anh. Chỗ nào trong Kinh Thánh nói là có đất nước Việt Nam, có thành phố Texas, có thành phố Houston, có tiểu bang Texas, không chỗ nào trong Kinh Thánh nói có cái thành phố đất nước đấy cả. Thật là ngu dại, đọc Kinh Thánh họ chẳng hiểu cái gì cả. Vì lưỡi dối trá làm cho lòng họ dối trá, nhưng họ tự lưỡi dối trá. Nên Đức Chúa Trời Ngài rất gớm ghét lưỡi dối trá từ lòng xấu xa. Nên phần của lưỡi dối trá là hôn lời đấy là điều gớm ghét, mà Chúa nói là kẻ đáng gớm ghét. Và giải pháp thứ ba thôi, tái sinh trong đời mới, Adam thứ hai, thế thôi, không có phương pháp, không có gì, chỉ có tái sinh trong Adam thứ hai. Thứ ba, 7 điều Chúa gớm biết mà là tay làm đổ huyết vô tội. Ô, thời gian không có nhiều nhỉ, đúng không anh chị? Mà nếu mà cắt ngắn sang cái phần khác thì ngoài tôi tóm qua lại tí thôi, được không? Nhanh thôi nhá. Tay làm đổ huyết vô tội, tay thì nói về công việc, đúng không? Đổ huyết là đổ linh hồn, để trong huyết có linh hồn, có sự sống. Tức là cái người mà đổ huyết là người không coi trọng linh hồn của mình, cũng linh hồn người khác. Nên nhiều mục sư lãnh đạo họ không biết giá trị của linh hồn, họ không định nghĩa thế nào linh hồn, khái niệm linh hồn, cấu tạo linh hồn, cơ chế hoạt động linh hồn họ không biết. Họ cứ nói tên Chúa được cứu tinh, Chúa được cứu linh hồn, nhưng họ không biết thế nào linh hồn cả. Và Kinh Thánh nói là những người đấy phải khai trình trước mặt Chúa về linh hồn của người ta. Nhưng mà các mục sư ấy sợ khủng hoảng trong ngày đó, linh hồn của người đâu? Con không biết linh hồn con, linh hồn của người khác ta đưa cho. Linh hồn là cái gì Chúa ơi, con không biết. Thôi xong. Vì họ làm đổ huyết vô tội mà, vì những công việc họ không biết là để xây linh hồn cho người ta, xây linh hồn cho chính mình và xây linh hồn cho cái người mà Chúa đang giao phó cho họ, không biết xây linh hồn cho người ta, thành ra họ bị giết, họ bị chết. Còn vô tội là gì? Vô tội ở đây không nghĩa là hoàn toàn vô tội anh chị ạ, không nghĩa là hoàn toàn không có tội, vì Kinh Thánh nói rõ tất cả mọi người đều phạm tội. Amen. Tất cả mọi người đều phạm tội, nhưng vô tội ở đây có nghĩa là vô cớ anh chị ạ, tức là cái tội mà họ bị phạt đấy là không đúng theo cái án, tức là cái án, tức là sao gọi là phạt vô cớ đấy, anh em hiểu ý chứ? Alo, tức phạt vô cớ. Thí dụ cái người này phạm tội là thí dụ ăn cắp con vịt chẳng hạn này, thì quỷ cộng sản đấy nó phạt gì? Tử hình. Vô tội đấy, ta không đúng, đúng có tội là anh ta ăn cắp, đúng có, nhưng ăn cắp con vịt thì không thể đến nó tử hình người ta được. Đấy, kiểu như thế đấy. Rồi tiếp nữa, bùng phát kẻ này là tham nhũng 10.000 tỷ, cảnh cáo, giấy phép xin lỗi, kỷ luật đảng, khai trừ, đi ra nơi khác trở thành đại gia, tiếp tục lấy tiền để tiêu tiếp, phá hoại đất nước tiếp. Tức là nó xét đoán là bậy bạ cả. Đao phủ thì làm đổ huyết tội nhân không? Có. Mà cái đấy có chú gọi là tội của đao phủ không? Không. Tại vì là ông làm đổ huyết kẻ có tội, có cớ, đúng không ạ? Vì cái tội nhân mà bị án phát tử hình đấy, thì đao phủ ấy lại được quyền, mà không kể là tội nhân, không kể tội phạm, đúng không ạ? Cái ước nói rõ điều đó rồi, và lời Chúa trong Kinh Thánh nói là một chữ, một nét, một chấm không bao giờ rời đi cả. Trời đất coi đi như lời ta không bao giờ ra. Và người cầm gươm của Chúa ấy là cái người mà có quyền thi hành án với cái kẻ mà đã bị tòa án xét đoán theo sự công bình của Chúa rồi. Còn cái kẻ mà xét đoán không theo sự công bình của Chúa đấy, sẽ đoán vô tội ấy. Đấy là Chúa ghét cái mà tay làm đổ huyết vô tội đấy. Thí dụ chúng ta không có phạm cái tội gì nhưng vợ chúng đang vu khống chúng ta, anh chị em ạ. Thì đấy, chúng xét đoán chúng ta là thế này thế nọ thế kia đấy, thì đấy sẽ đánh vô tội đấy anh chị ạ. Đấy là kẻ mà đổ huyết vô tội đấy, tay làm đổ huyết vô tội đấy anh chị em ạ. Chúng ta có thể có tội khác anh chị em ạ, chứ một cái tội mà họ đang kết án chúng ta đâu. Con người cũ của chúng ta, đặc biệt là con người cũ đấy, còn Adam thứ nhất của chúng ta có thể có tội khác, nhưng mà không phải cái tội mà họ đang kết án. Thành ra họ đang làm tay đổ huyết vô tội, họ đang lấy vu khống chúng ta, vu khống những con dân của Chúa, vu khống nói bậy bạ, thì họ đang tay đổ huyết vô tội, là Chúa gớm kiết những kẻ đó. Amen. Chúng ta nói nhanh nhá. Điểm thứ tư, lòng toan mưu ác. Lòng nói bản chất của con người. Amen. Bất kể cái việc gì đấy cũng là kẻ có lòng toan mưu ác, làm cái gì đấy họ có âm mưu trong lòng, mà âm mưu của họ là theo âm mưu của thế gian, theo âm mưu của ma quỷ, theo âm mưu của Babylon. Họ không hiểu mưu của Đức Chúa Trời anh chị em ạ. Họ không tương giao với thần mưu luận của Chúa Thánh Linh để hỏi Chúa ơi, trong việc này thì con phải làm gì, Ngài hãy tư vấn cho con phải làm gì trong chuyện này Chúa ơi. Nhưng họ cứ đi hỏi luật sư, thuê kiện, làm gì tiền đâu, ma môn, tà dâm, ma môn tà dâm, ngoại tình với thế gian, ABC thế thôi. Họ không để ý của Chúa lên trên họ, họ để ý của tổ chức họ, hội đoàn họ, hội thánh họ trên ý của Đức Chúa Trời anh chị em ạ. Ví dụ thì họ cũng kêu tiền phải có tiền để giải quyết được. Tiền đâu? Đầu tiên gì? Tiền đâu? Mà trong khi đó chúng ta đầu tiên là gì? Ngôi lời, đúng không? Ban đầu có ngôi lời, tức đầu tiên có ngôi lời, tức đầu tiên là lời Chúa đã, lời Chúa chỉ ra phải làm gì đã. Nhưng mà tiền khi chuyện gì tiền, vừa ăn cắp tiền của tôi, vừa cướp tiền của tôi, vu khống. Chúng ta có cướp tiền của họ đâu, chúng ta có cướp đồ đạc gì của họ đâu, chúng ta cướp thì họ vu khống rằng là cướp của họ. Vậy bạn đấy, họ là lòng toan mưu ác anh chị em ạ. Nên họ là theo mưu ác quỷ ma môn để với tiền, lòng tham lam tiền bạc. Đi hầu Đức Chúa Trời thì họ là sợ phải trả cái giá, gọi là trả giá anh chị em ạ. Họ là mê ăn uống, tư dục, ham lợi, ích kỷ, nhiều thứ nữa. Đây là cái kẻ có lòng mà gian ác, là kẻ sao ạ? Không cẩn thận giữ tấm lòng của mình hơn hết. Thành ra các nguồn sự sống ở trong lòng họ bị tắc kẽ, và lúc đó nó sinh ra những cái nguồn sự chết rồi lại ngược lại là thông thoáng mở ra. Nên kẻ có lòng mà toan mưu ác đấy là nguy hiểm đấy anh chị em ạ. Khi việc gì nhá, là tự trong đầu họ nghĩ ra phải có lợi gì đây. Khi bàn chuyện gì anh chị em biết chuyện gì không? Họ không nghĩ chuyện mà gây dựng anh chị em ạ. Họ nghĩ chuyện là đạp đổ, họ nghĩ chuyện là gì ạ? Nói được tiêu cực. Ví dụ như chúng ta nói là chúng ta có chương trình để mà giảm tiền này cho từng người chẳng hạn, ví dụ thế. Ví dụ một cái lễ Giáng sinh đi, ví dụ chúng ta nói là phải muốn gọi được 100 người đến thì chúng ta phải phát là 10.000 cái tờ giấy truyền đơn để 1% của giấy truyền đơn đến thôi. Nhưng ok, chúng ta như thế rất nhiều tiền thì chúng ta chỉ làm là sao ạ? 1.000 thôi, tức là 10% của tờ giấy thôi. Thì phải làm thế. Cái kẻ mà gian ác ấy, lòng toan mưu ác ấy, không được đâu, những cái chuyện này không được đâu, lúc nào cũng sợ trả giá anh chị ạ. Tiền không phải của mình, tiền của Chúa, nhưng mà lúc nào cũng tìm mà trả giá, sợ như thế. Nên lòng là lòng toan mưu ác, lúc chỉ nghĩ có lợi cho mình, không nghĩ là lợi cho Chúa Trời, không nghĩ là lợi cho linh hồn của người ta anh chị em ạ. Alo, không nghĩ lợi cho linh hồn người ta, họ tiếc một đồng bạc nhưng để chết cho linh hồn bao nhiêu người. Trong đó họ bỏ cái tiền đấy để ăn uống phè phỡn đủ các thứ luôn, họ không tiếc. Họ làm công việc xác thịt, tư dục, dâm dục thì thoải mái. Thế nhưng mà để mà dâng để làm việc Đức Chúa Trời thì không khó lắm, chật vật lắm. Rồi điểm thứ 5 là chân vội vàng chạy đến sự dữ anh chị em ạ. Chúng ta nói nhanh thôi nhá, để hết thời gian. Tôi xin anh em một thời gian nữa để kết thúc cái bài này đây. Chân nói về việc nói về đường lối, chân mà nói đường lối, tức là họ làm cái gì cũng theo đường lối của thế gian. Thế gian là gian ác, sự dữ mà anh chị em ạ. Làm gì họ nói là người ta nói thế này, người ta nói thế kia, chỗ này nói thế nào, chỗ này nói thế kia, làm thế này người ta cười cho đấy. Lúc nào họ tìm cách là đẹp lòng người ta, không đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà tìm cách là chỉ sợ người ta cười mất lòng thôi. Đấy, cái kẻ chân vội vàng chạy sự dữ đấy. Môi-se thì biết đường lối của Đức Chúa Trời, đúng không? IC thì không biết đường lối của Ngài, IC chỉ biết công việc Ngài thôi. Thành thử ra là IC dân Chúa này phạm tội, đúng không? Đi theo đường lối thế gian mà họ được thoát ra khỏi Egypto, đúng không? Khi họ đi theo đường lối mà Môi-se chỉ đấy, đi ở đâu? Ở trong đồng vắng đấy, để Môi-se dẫn đấy, dẫn để vào miền đất hứa đó. Thì đáng lẽ họ phải đi theo đường lối mà Chúa chỉ qua Môi-se, nhưng mà vì lòng họ gian ác mà đến Môi-se vừa đi phát chết chúng tôi, về ngay đến đó, ôi chẳng lẽ không chỗ nào để chết rồi. Đức Giê-va lại cho chúng tôi ở đây, ông Môi-se ông này ông gì đấy hả, ông này ông cho chúng tôi chết ở đây hả? Ở Lít Tô chúng tôi có đầy nhà cửa, đầy ruộng vườn, đầy đất đai, có đầy chỗ để chôn tôi. Mà bây giờ ở sư này thì chỗ chôn không có. Nó nổi loạn với cả Môi-se đấy, đến nỗi Đức Chúa Trời phải nổi giận giết bao nhiêu người trong số họ đấy, và chết bao nhiêu người trong đồng vắng đấy. Đấy, những người theo đường lối Sa-nát họ là thà chết ở xứ nô lệ Egypto còn hơn là phải trả cái giá nào đó để vào miền đất hứa mà Chúa hứa cho họ. Đấy, cái kẻ theo đường lối Sa-nát là như vậy đấy. Rồi điểm thứ 6, kẻ thứ 6 này, điểm thứ 6 thì nó có 2 phần, thì nó là 7 điều mà Chúa ghét đấy, 7 điều. Nhưng mà điểm 6 được chia làm 2. Điểm thứ 6 nói về kẻ làm chứng gian. Thứ nhất, kẻ làm chứng gian nói điều dối, và thứ hai là kẻ làm chứng gian gieo sự tranh cạnh giữa vòng anh em. Làm chứng để gì? Làm chứng là để chứng minh, để khẳng định điều gì đó, để bảo vệ hoặc là lên án sự gì đó, đúng không? Cho ai đó với mục đích làm gì? Là hỗ trợ cho sự phán xét, hỗ trợ cho sự đoán định, hỗ trợ cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Amen. Đúng, làm chứng đấy, làm chứng để nhiệm vụ như thế. Thì làm chứng dối thì sao? Làm lệch sự phán đoán đi, đúng không ạ? Tại vì đáng nghĩ sự làm chứng để mà khẳng định cái sự xét đoán đó, để cho sự đoán đó là công bình, thì sự làm chứng dối là làm lệch sự xét đoán, nó bẻ cong sự công bình đi và nó lại gieo tiếp cái điều dối trá vào trong cái sự xét đoán đó để sự đoán nó lệch đi. Nên Chúa bảo là các ngươi đừng có xét đoán bất công bình đấy, các ngươi bình vực kẻ đó kẻ kia kẻ ác đấy mà lại giết người công bình của Chúa đấy, thì làm xong nó bẻ cong lẽ thật, anh chị em ạ, nó gieo điều dối trá tiếp tay cho ma quỷ để phá hoại nước Trời. Thí dụ như là Ba-na-ba với cả đấy Chúa Giêsu đấy, thì bọn làm chứng dối, chứng làm chứng dối về Chúa Giêsu để giết Chúa Giêsu, để bẻ cong cái sự phán xét đi. Còn tiếp nữa là điểm thứ 7 đấy, anh chị ạ. Và thứ 7 là kẻ làm chứng dối để mà gieo sự tranh cạnh giữa vòng anh em. Sự tranh cạnh ở đây là cái công việc xác thịt mà xong sách Galati đoạn 5 có nói đấy, công việc xác thịt đấy. Và những kẻ mà nói là hiểu làm công việc xác thịt thì không thể hiểu được Đức Chúa Trời. Đó, mà chúng ta phải phân biệt cái sự tranh cạnh xác thịt khác với sự tranh đua, thi đua mà Phao-lô đã nhắc ở trong sách thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 9 và Hebrew đoạn 12, là chạy đua, đúng không? Chạy đua để nhận phần thưởng, giật giải thưởng trên trời của Chúa, nó khác. Cũng là thi tranh cạnh, nhưng mà một cái là tiêu cực, một cái là tích cực. Đấy, cái sự tranh cạnh này mà tranh cạnh xác thịt đấy làm để mà sát phạt với nhau, để chia mục đích để chia rẽ, bè đảng, phân tán thân thể của Chúa ra, anh chưa? Và điều này rất rõ ràng, chúng ta nhìn thấy nhiều xã hội hệ phái đấy muốn phân rẽ, cứ một ông là vừa học trường học thằng quốc gia phân bảo của đánh các, xong nổi loạn chống lại cái ông mục sư kia của mình, cứ thế thôi, cứ phân tán thôi, xong cứ lợi dụng cái bảo tự do thôi. Thì đôi lúc là đúng, đôi lúc không nhớ, nhưng đại đa số trường hợp là bậy bạ hết, là họ làm theo ý riêng của mình hết. Thì các mục sư ấy tự nhận mình mục sư, tự xưng mục sư, tự mình làm thầy, xong tự lập hội thánh, nhiều trường hợp là sai. Và họ khi họ tẩy chay, họ bất hợp pháp với các hội thánh khác, bất hợp tác với phần thân thể khác, anh chị em ạ. Tất nhiên là mỗi hội thánh thì đều có cái gọi là bản sắc riêng của mình, đúng không? Có thấy rằng cũng có, đó là điều tốt, anh chị em ạ. Nhưng các bản sắc đó phải hợp lại với nhau để cho hội thánh của Chúa làm nên đầy dẫy sự phong phú của thân thể Chúa, sự phong phú để chọn thân thể Chúa. Amen. Có hội thánh bên Đức, anh chị em, tôi từng ngạc nhiên hội thánh đó. Hội thánh ấy kiểm soát con người kinh khủng luôn, anh chị em ạ. Cái mục sư người Việt ở bên Đức đấy, ông kiểm soát đến nỗi cho ông con rể cũng suýt chết luôn, bởi vì sự kiểm soát và giết hại rủa xả của ông mục sư người Việt đó. Mà cái hội thánh chỉ sự kiểm soát thì dạy dỗ sai trái, dạy dỗ bẩn thỉu, sai trái đủ các thứ, có một số điều đúng nhưng mà dạy dưới con mắt của sự kiểm soát, con mắt của sự mà không yêu lẽ thật. Hội thánh đấy một ngôi quỷ Satan luôn đấy. Rồi tiếp nữa này, chúng ta không bảo chữa cho hội thánh nào, tức là hội thánh này là có ơn đuổi quỷ, hội thánh này là có ơn nói tiên tri, hội thánh này có ơn nói làm phép lạ, hội thánh này có ơn chữa bệnh, hội thánh này có ơn giảng dạy, hội thánh có ơn truyền giáo, hội thánh này abcdc. Thì là mỗi hội thánh là Chúa cho khác nhau, tất nhiên khác nhau, anh chị em ạ. Nhưng cái điều mà Chúa muốn, vi hiển Chúa đó là sao? Chung hệ thống giá trị nguyên tắc đó, chứ không phải là đuổi quỷ phép lạ tiên tri mà không theo giá trị nguyên tắc của Chúa đấy thì đừng có tính ở đây. Amen. Đừng có tính sổ ở đây, anh chị em ạ. Vì đấy là theo lòng tư dục của mình, đó là bào chữa. Những kẻ đó hay bào chữa là nhưng Chúa cho hội thánh này có ơn tiên tri, ơn phân biệt các thần, ơn cầu nguyện kiêng ăn. Không, nhưng cầu nguyện ăn phải theo ý Chúa, phải theo lời của Chúa, theo lẽ thật của Chúa. Nhưng đây cầu nguyện ăn theo sự giả dối của lòng mình, sự giả dối đấy là sự nói dối thôi. Rồi đuổi quỷ cũng theo sự giả dối, đuổi quỷ không theo lẽ thật của Chúa, rồi làm tiên tri nói phép lạ cũng thế. Thì đừng có nói rằng là ôi tôi hội thánh nào cũng được ơn này khác nhau. Mục sư không thể phán xét hội thánh kia được, ABC sẽ không. Tôi có quyền phán xét vì Chúa cho tôi quyền đó. Amen. Có thể chúng ta có quyền đó vì chúng ta tự sắp đón mình. Chúa cho chúng ta là ngồi cùng bàn Chúa để sắp đón 12 chi Israel. Sách Kinh Thánh khẳng định ban thế thôi. Chúng ta sao đóng trong cương vị chúng nó để thi hành cho chúng sự đã chép, và chúng ta được vi hiển đấy. Thi Thiên nói như vậy. Amen. Hallelujah. Và nhiều kẻ đấy thì họ cứ bào chữa là hội thánh này có ơn, là ơn kia đổi về ABC, nhưng họ này không theo nguyên tắc của Chúa Trời, thì đấy là sự ngụy biện anh chị em ạ. Đó là sự liên lẹo róu cá, đó là cái lưỡi dối trá, đó là cái lòng mà toàn mưu ác để lấp điếm tội lỗi của mình dưới cái vỏ bọc là hầu việc Đức Chúa Trời. Mà thực ra như Chúa nói đấy trong Roma đoạn 18, 16 và Philip ấy, là bọn đấy làm sao? Nó chẳng hầu việc Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta đâu, mà hầu việc ai? Cái bụng của họ, và sự cuối cùng của họ là sự hư mất. Amen. Và chúng ta cứ xem đấy, thí dụ này, cái trường hợp mà sắp vừa trải qua trường hợp chúng ta anh chị ạ, và trường chúng ta là kẻ làm chứng gian mà chúng ta nhìn thấy đấy. Alo, cái điểm thứ 6 này là kẻ làm chứng gian đúng không? Vừa nói dối, vừa theo sự tranh cạnh giữa các hội thánh là hội phản loạn, gồm các mục sư phản loạn, mục sư gian dối và các học trò dối gian. Họ nói dối về của dân, họ dâng cho Chúa. Tôi ở Ukraine tôi thấy họ tất cả dâng cho Chúa thôi. Cái nhà thờ, cái tất cả đất này 21 mẫu dâng cho Chúa thôi, tôi cứ tưởng thế. Với sao bên này, ông đều nói là cái này của họ hết, còn hậu hương chỉ là một ít tiền đóng góp để đứng tên thôi. Họ nói dối đấy, mình cứ tưởng thế mà. Tôi cứ tưởng thế mà. Tôi bảo thế thì anh chị muốn ghi tên vào đi, tôi còn bảo vệ họ mà, để ghi tên vào đi thế nào. Nhưng mà nếu dâng cho Chúa thì ghi tên làm cái gì? Dân cho Chúa thế mà. Chúng ta đã có làm cái lễ cưng thánh đường đúng không? Rồi chúng ta đã làm cái lễ Thanksgiving để mà gọi là tạ ơn, để mà tri ân họ, những người dâng cho Chúa thôi. Thế sao họ nói dối? Đây là cha mẹ thuộc linh của họ, họ nói dối đủ các thứ. Sao họ chửi với mình còn thậm tệ hơn cả kẻ thù nữa. Rồi những người nói đồng lao của tôi, rồi ông nói rằng đây mục sư, rồi nói rằng là Chúa đã dùng cả cuộc chiến Ukraine để đưa tôi sang đây, rồi thừa nhận đây mục sư Cường sẽ là Martin Luther cho Việt Nam đủ các thứ. Thế bùng phát ra bảo thằng này thằng tị nạn ở chiến tranh ở Ukraine, thằng này là thằng tự xưng là mình là mục sư. Lẫn bùng phát luôn. Đấy nói dối đấy chị ạ, đấy kẻ làm chứng gian, kẻ dối trá đấy. Mục sư nhá, tiến sĩ nhá, giáo sư gì đấy nhá, dạy thần học nhá, mục sư ABC gì đấy, thế mà nói dối, không ngượng thì cả. Vì sao? Thần cảm giả mạo, gieo họ, họ có tưởng thật. Dưới con mắt dối trá, họ cứ nhìn bằng cái lăng kính của thần cảm giả mạo, họ cứ tưởng là thật luôn. Nên những kẻ đấy họ đã tiếp tục gieo sự gian dối trong hội thánh. Họ đi đâu họ nói đúng đây, cái hội thánh một sớm con thế lắm ấy, đúng đây cái bà mục sư thế này, ô cái mục sư thế đấy, đừng cố động nó, ơi bọn nó tàn dâm, bọn nó u ấy, bọn nó cướp tiền, bọn nó cướp vợ, bọn nó cướp vợ chồng, bọn nó cướp hội thánh, bọn nó cướp đủ các thứ đấy, nói suy tai hết các người chèo để mà gieo sự tranh cạnh, để họ ghét sứ đồ tiên tri của Đức Chúa Trời, họ ghét cái người mà mang sứ bạn tin mừng vương quốc của Chúa, và ghét chính cái người mà giải cứu họ lên chèo, vì tôi là người giải cứu họ lên chèo, Chúa gọi tôi người giải cứu họ, vì họ đang chết trong tội lỗi của mình. Nếu mà không ai đến để nói cho họ cái điều này, họ sẽ chết theo tội lỗi. Tôi phải nói ra, bởi vì là trách nhiệm Chúa ấy, nếu mà ngươi mà không nói ra tội lỗi của nó thì nó chết đấy, thì tội lỗi của nó sẽ đẩy trên tay ngươi, ta sẽ đòi máu của nó nơi tay ngươi. Xong sẽ ECG nói thế, thế tôi phải nói ra tội của họ. Nói tội không phải để kết án, nói tội để nó làm thương xót, nói cái chỉ là cái cách thức để giải thoát quyết, chứ phải kết án phải chết. Không làm như thế, tôi không làm như thế. Tôi làm thế tôi chết ngay lúc đầu tiên ngay. Tôi nói cho anh em trước rồi, tôi nói để chỉ là giải pháp. Giải pháp. Nhưng Chúa Giêsu nói về giải pháp tội lỗi, Chúa bảo tất cả mọi người đều phạm tội, nhưng giải pháp, nhưng tạ ơn Chúa có sự ban cho Chúa Giêsu Christ đó có giải pháp. Chúng ta nói cái tội lỗi vào nhưng có giải pháp, mặc mình mới Chúa Giêsu quay trở lại như lời Chúa nói, ăn năn đi và quay trở lại lời Chúa. Amen. Hallelujah. Chúng ta là cái người mà Chúa dùng để giải cứu. Chúa nói rồi, Chúa dùng chúng ta ấy, cái việc chúng ta, Chúa dùng chúng ta để cứu dân Israel còn sót lại, đưa cả nhà Gia-cốp trở về với Ngài là việc nhỏ, cho việc nhỏ thôi. Cái việc chúng ta mà cứu tất cả hội thánh thế giới là việc nhỏ, cho đến việc nhỏ. Tưởng việc lớn ấy, nhưng chúng ta vẫn việc nhỏ. Chúng ta đã cưới bằng thật lòng của Trời đấy. Nhưng sau đó Chúa bảo chúng ta tiếp lời bằng cái thật lòng của Trời đấy. Chúng ta dạy dỗ họ đi lên với Trời, chúng ta dạy dỗ họ đấy để mà chúng ta trở thành sự sáng cho dân ngoại, sự cứu rỗi của Ngài đến đầu cùng đất. Chúng ta là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi dân mọi nước. Tuyệt vời không? Tại vì chúng ta ăn tháng thứ hai. Chúa Giêsu là đấng cứu thế và chúng ta là cái cánh tay nối dài của Ngài. Amen. Chúa sống chúng ta và làm việc đó. Amen. Hallelujah. Nên là thần cảm giả mạo nó lừa dối những kẻ làm chứng gian đấy, như thế nguy hiểm lắm. Nên là nó chiếm hữu những kẻ này. Nếu kẻ mà không ăn năn đấy thì địa ngục đấy chắc chắn là cái đích họ tới khi kết thúc đời này, và hồ lửa đời đời ấy, là sự cuối cùng họ mới đến ở đời sau, mà Kinh Thánh đã chép là cái kẻ đáng gớm ghiếc thì phần chúng là hồ lửa đời đời. Amen. Thôi tôi tạm dừng đây. Vậy Kính Chúa Sakadabarasat Chúa yêu, Chúa tạ ơn Chúa lời của Ngài Chúa. Lời Chúa thật là mạnh mẽ. Lời Chúa làm Chúa run sợ Chúa. Chúa lời Chúa dạy ra, dạy cho chúng con trước tiên để cảnh tỉnh đời sống chúng con Chúa. Ôi để chúng con trách nhiệm của mục sư lãnh đạo, trách nhiệm người là thầy để dạy dỗ thì bị đoán phạt càng nghiêm minh hơn Chúa, bởi vì sẽ đòi lại đối với kẻ được ban cho nhiều. Chúa ơi, Ngài cho con rất nhiều. Ngài cho bao nhiêu điều kỳ diệu, bao nhiêu điều mà loài người không hình dung tưởng tượng nổi, bao nhiêu điều Sakadaba và hội thánh các không tưởng tượng nổi Chúa ạ. Là sự vợ của giáo của Ngài, hoa hậu sủng ái của Ngài, trở thành câu trả lời của Ngài cho các dân các nước, câu trả lời của Ngài cho các thế hệ Cơ Đốc. Sakada trở thành người cùng làm việc với trời, nắm giữ sự mầu nhiệm và phân phát sự mầu nhiệm của Quốc Chúa, để cùng làm việc Chúa, cùng với Chúa để tạo ra loài người theo hình tượng của Chúa, để cai quản muôn vật Chúa ạ. Để bày tỏ Chúa Giêsu Christ cách trọn vẹn trong Chúa Giêsu Christ trước mặt mọi người Chúa ạ, trong thành Chúa Giêsu trước mặt Đức Chúa Trời và trong mọi người. Ôi Chúa ạ, chúng con cảm ơn Chúa vì lời hàng sống của Ngài trong linh nghiệm. Thấu của chúng con, chi cắt hồn linh cốt tủy Chúa ạ, chi cắt đâu thần linh, đâu linh hồn, đâu thân thể Chúa ạ, để chúng con phân biệt rõ ràng từng phần. Nơi chí thánh của chúng con là thần linh, nơi thánh chúng con là linh hồn, và nơi hành lang là thân thể chúng con Chúa ạ, để làm tất cả các phần đó được thánh sạch trọn vẹn, không chỗ trách được trước mặt Ngài Chúa ạ, để lời Chúa vào như phẫu thuật Chúa ạ, phẫu thuật hết tơi đó để tẩy rửa hết tất cả những điều ô uế bất khiết mà không đẹp lòng Chúa ta của chúng con Chúa ạ. Con còn lửa thạnh nộ trời phán xét tất cả tội lỗi đó mà nó cứ gọi là dây dấp chúng con, nói lửa thạnh nộ phán xét Chúa chốt vô luôn Chúa ạ. Chúa thể giết của chúng con Chúa ạ. Sakadaba, nếu mà Chúa muốn Chúa ạ, Orasan chúng con phải đẹp lòng Chúa trời, chúng con yêu Ngài, chúng con cuồng vì Ngài Chúa ạ, thể giết chúng con, chúng con có thể không có điều gì trong thế gian này Chúa ạ, nhưng Chúa yêu Ngài, nhưng Chúa không thể thiếu Ngài được, không thể không có Ngài được Chúa ạ. Chúa bất chấp tất cả mọi điều trong thế gian này Chúa ạ, bất chấp tất cả, những điều duy nhất là Ngài. Ngài Chúa của chúng con, cha chúng con, thầy chúng con, chồng yêu dấu chúng con Chúa ạ. Chúa được gả cho Ngài và chúng con chỉ trung hành với Ngài mà thôi Chúa ạ. Với Ngài, với chính Ngài Chúa Giêsu ơi, hãy làm chứng cho lòng chúng con. Chúa yêu Ngài, cuồng Ngài Chúa Giêsu ạ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ân điển này đầy ngập trên hội thánh Chúa, trên toàn một dòng chảy sự thương của Thiên Chúa, là cái nhánh chính trong dòng sông sự sống trong như lưu ly ra từ Ngài của chính con Chúa Trời đó đây Chúa ạ, là dòng chảy cuối cùng của Chúa Trời, để làm cuộc phấn hưng và phục hưng cuối cùng cho Chúa Trời. Để chuẩn bị cho chúng làng dâu tinh sạch, chuẩn bị cho Chúa dân sẵn lòng Chúa ạ, để từ cái trên con, để làm sự phán xét Chúa trong đời này, trong đời sau, trong vương quốc cả năm và cõi đời đời Chúa ạ, để dựng tầng trời mới, đất mới Chúa ạ, dựng cái tầng trời lên đất đó, trong trời mới đất mới đó, và di dân vào đó để mà ăn ở nơi đó, để cùng Ngài quản trị các con sáng tạo của Ngài, cùng Ngài quản trị các vũ trụ và các giải ngân hà trong đó, cùng Ngài quản trị các thiên sứ, cùng các tạo vật trong đó, cùng loài người trong đó, trong danh Chúa Giêsu. Chúa yêu Chúa, Chúa dâng Chúa mọi sự vinh hiển lợi khen, chúng tôi cảm tạ và yêu lẫn nhau nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em yêu dấu. Hallelujah. Mời Pastor Lương lên cầu nguyện. Recording stop. Cảm tạ Chúa. Cha dấu yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài qua sự dạy dỗ của Ngài. Qua sự dạy dỗ của Ngài ngày hôm nay, Ngài cho chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài và nhận biết được sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con, để lòng của chúng con khiêm nhường lại ý muốn của Chúa trên ý muốn của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Những điều mà Chúa gớm ghét và chúng con ghi khắc vào lòng, để nhờ sự kính sợ Chúa, nhờ ân điển của Ngài, nhờ bởi Đức Thánh Linh cho chúng con, để cho chúng con kính sợ Ngài, yêu Ngài, sợ xa Ngài, sợ không được tương giao với Ngài, sợ Ngài buồn. Chúa ơi, tất cả những sự sợ trong Chúa như vậy thì chúng con dẹp mọi tất cả những sự sợ hãi khác ở thế gian, để ý Chúa được nên trong đời sống của chúng con, nhường ý Chúa được nên trong đời sống của chúng con, và chúng con can đảm để thực hiện ý muốn của Ngài vào thời kỳ cuối cùng này. Chúng con biết ơn Ngài, nguyện tình yêu của Chúa Cha, nguyện ơn cứu độ của Chúa Giêsu, nguyện sự thông công của Đức Thánh Linh liên kết chúng con để yêu một Thiên Chúa ba thân vị, và biết được rằng chính chúng con là tạo vật của Ngài đây. Chúa ơi, khi chúng con biết được chúng con giống Chúa và quản trị, thì chúng con mới biết Chúng con phải yêu thương người lân cận, yêu thương các tạo vật như chính chúng con vậy. Chúng con yêu Ngài, chúng con cảm tạ Chúa trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Chúa đánh dân sự của Ngài.